một gia tộc muốn trở thành đại gia tộc thực sự cũng không phải xuất hiện một cường giả là có thể giải quyết được quan trọng nhất phải có nội tình nói chính xác ra là phải có đủ tâm pháp đủ vũ kỹ đủ người mấy phần vũ kỹ hầu tộc mà thôi không ngờ lại từ chối đã như vậy ta lại mời yêu sùng của sư phụ ra thấy bọn hắn do dự nhiếp vân hử lạnh một tiếng quay người làm bộ như định gọi tiểu hồ lần nữa cho chúng ta cho Gia Quy cho dù có nghiêm tới đâu cũng kém cái mạng nhỏ của mình à. Nếu như ta đoán không sai, địa vị của các người trong gia tộc cũng không phải quá cao, không có tư cách học tập vũ kỹ hạch tâm à. Đã không có tư cách học thì cho dù lấy ra cũng chỉ là võ học thấp kém. Loại võ học này trong đại gia tộc bình thường đều là vật phẩm trao đổi cho gia tộc khác, cho dù có lấy ra chắc có lẽ cũng không bị gia tộc làm khó. Nhất Vân thấy hai người nguyện ý lấy ra vũ kỹ, hắn không muốn làm chuyện thành ra lớn cho nên mới nói một câu. Thứ mà gia tộc giữ bí mật chân quý nhất cũng chỉ là võ học hạch tâm về phần những võ học bàng chi kia thậm chí ngay cả bên ngoài cũng có bán giữ bí mật cũng không đủ công phu cũng bởi vì như vậy cho nên thứ này ở trong các đại gia tộc chỉ là thứ giao lưu mà thôi có đôi khi sẽ lấy võ học không tính là hạch tâm ra để trao đổi với mọi người như vậy vừa có thể câu thông cảm tình gia tộc thứ hai cũng làm cho gia tộc khác nhìn thấy nội tình hùng hậu của gia tộc mình gia tộc có thể trao đổi cũng chỉ là gia tộc ngang nhau mà nhiếp ra các ngươi nhiếp vân nói những lời này thân là đệ tử đại tộc mọi người đều biết rõ thế nhưng gia tộc trao đổi võ học cũng đều là trao đổi giữa các gia tộc ngang hàng nhếp gia bất quá chỉ là tiểu gia tộc ở thành nhỏ xa xôi ngay cả thân phận quý tộc cũng không có trao đổi với bọn hắn truyền tới gia tộc chẳng phải là lừa mình dối người hay sao ha ha nhếp gia chúng ta thì sao chứ nhếp gia chúng ta có thể rất nhanh trở thành gia tộc phương phẩm phụ thân người thể hiện thực lực của người gia cho bọn hắn nhìn xem nhếp vân sớm biết đối phương sẽ nói vậy cho nên cười nhạt một tiếng được. Nhấp khiếu thiên hiểu ý nhi tử, hắn gật đầu, thực lực khí tông trong nháy mắt không hề giữ lại, được phóng ra. Khí. Tông, không ngờ ngươi là khí tông. Hai người lao vũ sụp đổ. Nhi tử là đồ đệ trí tôn, cho dù không có đạt tới cấp bậc khí tông nhưng lại có được thực lực khí tông, như vậy cũng thôi đi. Đồ hồ thú là yêu sùng của trí tôn, thực lực khí tông đỉnh phong, cũng thôi đi. Thế nhưng tộc trưởng này, sao cũng là khí tông chứ? Không phải vận khí chúng ta tốt như vậy, gặp phải ổ khí tông đó chứ. Bọn hắn vốn tưởng rằng tộc trưởng gia tộc ở nơi nhỏ bé này tối đa cũng chỉ là binh giáp cảnh, dù thế nào cũng không ngờ tới lại có cường giả khí tông cảnh. Khí tông cảnh đã có thể xin thân phận vương tộc, chỉ cần thành công là thần phong đế quốc sẽ chủ động đưa tới vũ kỹ vương tộc, tính toán ra thực sự có tư cách trao đổi với gia tộc bọn hắn. Ta chỉ biết hai bộ vũ kỹ hầu tộc, một thượng phẩm một hạ phẩm, là thần cũng chỉ biết hai bộ, hiện tại sẽ ghi cho ngươi. Sau khi hiểu rõ những điều này, hai người la vũ đành phải tự nhận bản thân không may vốn bọn hắn định vơ vét tài sản phủ thành chủ một phen ngẫm lại thành chủ thân là quý tộc một khi náo loạn lớn sẽ không có lợi với bọn hắn như vậy bọn hắn mới tùy tiện chọn một gia tộc thế nhưng không ngờ gia tộc mà bọn hắn tùy tiện chọn này lại là tồn tại kinh khủng nhất trong lạc thủy thành sau khi giao vũ kỹ mà bọn chúng viết cho phụ thân lại bảo người bỏ vào kho vũ kỹ gia tộc lúc này nhiếp vân mới tìm người chuyên môn trị thương muốn trị liệu thương thế cho bọn hắn trị thương thì không cần La Thần là trị liệu sư, để cho hắn giúp ta trị thương, khôi phục sẽ nhanh hơn. La Vũ ngăn cản người nọ tới xem xét mà đưa tay về phía La Thần. Ông! Trên người La Thần đột nhiên toát ra một tầng sương mù màu trắng, dưới sương mù bao phủ, miệng vết thương của La Vũ dần dần khép lại, xương cốt đứt gãy, cũng có xu thế khôi phục, hiệu quả chữa thương không ngờ lại mạnh hơn mấy lần bất luận một đan dược chữa thương nào. Trị liệu sư, không tệ, không tệ. Nhìn thấy La Thần thực sự là trị liệu sư, hai mắt nhiếp vân tỏa sáng. Chị liệu sư kiếp trước hắn chỉ nghe nói mà chưa từng thấy qua, nghe nói trong tiểu tổ thám hiểm có một gã trị liệu sư, tương đương với có thêm mấy tính mạng, loại người này ở bất kỳ nơi nào đều là tồn tại cực kỳ chân quý, địa vị thậm chí còn không thấp hơn luyện đan sư. Không ngờ tới hai huynh đệ này, một là truy tung sư, một là trị liệu sư, hai thể chất đặc thù mà ở gia tộc lại không có địa vị cao, thực sự không biết đệ tử hạch tâm trong gia tộc bọn hắn có thể chất gì ạ à? Khó trách là ra, có thể trở thành một trong ba đại gia tộc mạnh nhất thần phong đế quốc, kéo dài mà không suy, hậu bối có thiên phú mạnh quả thực rất nhiều. Chị liệu chi khí của chị liệu sư là thứ lần đầu tiên ta gặp, không biết có thể để ta cảm thụ một chút hay không. Trong lòng thầm cảm khái một tiếng, Nhất Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện, rồi hưng phấn nói một tiếng. Đương nhiên là có thể. La Thần khẽ vươn tay kéo dài sương mù màu trắng ra. Nhất Vân chỉ thấy mình đụng vào sương mù màu trắng một cái hắn lập tức cảm nhận được khí tức sinh khí ẩn chứa bên trong. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía La Vũ, nói La Vũ Huynh, nghe nói ngươi là truy tung sư, có thể đem truy tung chi khí của ngươi để ta cảm nhận một chút hay không? Ta đúng là truy tung sư, thế nhưng, làm sao ngươi biết? La Vũ dùng vẻ mặt kỳ quái hỏi Ách! Nghe đối phương nói như vậy lúc này Nhất Vân mới nhớ ra La Vũ hôm nở ia mới nhìn thấy Hắn căn bản không có thi triển thiên phú truy tung sư trước mặt mình có lẽ hắn không nên nhìn ra được mới đúng ngược lại còn một câu nói trắng ra thân phận truy tung sư của la vũ như vậy chẳng khác nào bảo hắn nhìn thấy hai người này vào hai ngày trước hay sao tuy nhiên nhiếp vân là ai chứ là lão ngoan đồng sống mấy trăm năm tuy rằng xấu hổ nhưng vẫn nhanh chóng trợn mắt nói dối là sư phụ nói cho ta bằng không ta cũng không biết mấy ngày trước các người gặp sư phụ ta là như thế sao nghe thấy là cường giả trí tôn kia nhìn ra la vũ cũng không nghi ngờ gì nữa hắn cũng khẽ vươn tay một cỗ truy tung chi khí lập tức xuất hiện nhất phần tùy ý hấp thu cỗ khí tức này vào trong cơ thể một lúc sau hắn mới cười nhạt một tiếng nói được rồi nếu như hai vị huynh đệ muốn ở lại đây một đoạn thời gian ngắn thì cứ ở lại nếu không muốn thì có thể rời đi ta sẽ phái người hộ tống hai người phái người hộ tống thì không cần chúng ta tự về là được là vũ đầu dám để cho nhiếp Vân tiễn đi hắn nhìn la thần ngay cả vòng vo cũng không dám mà trực tiếp xoay người rời đi Tuy rằng lần này thiệt thòi lớn, nhưng mà bọn hắn đều là đệ tử từ đại gia tộc đi ra, đối mặt với gia tộc được cường giả trí tôn che chở, cho bọn hắn có 10 lá gan bọn hắn cũng không dám tiếp tục vơ vét tài sản à. Vân Nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy hai vị thiếu gia hư hỏng này, bị Nhi tử đánh cho tới dễ bảo, lại còn không dám nói nhảm mà lập tức rời đi. Nhếp khiếu thiên, đại trưởng lão rốt cuộc không nhịn được mà hỏi. Là sư phụ con. Nhếp vân lại lần nữa đem mọi chuyện đẩy lên đầu vị sư phụ, không có kia thuận tiện cũng đem chuyện tiểu hồ tấn cấp nói qua một lần đương nhiên cũng là có liên quan tới sư phụ không ngờ tới sư phụ con lại là cường giả trí tôn đỉnh phong chuyện này vân nhi nhiếp gia chúng ta xem ra quả thực sắp hương thịnh a à. nghe thấy sư phụ của nhiếp vân lại là cường giả trí tôn đỉnh phong nhiếp khiếu thiên và đại trưởng lão hưng phấn không thôi phụ thân đại trưởng lão sư phụ không màng danh lợi không hy vọng người khác biết rõ việc này cho nên hy vọng hai người có thể giữ kín chuyện này Ngàn vạn lần đừng truyền đi. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn của hai người, Nhất Vân vội vàng dặn dò một câu. Sư phụ này vốn không có, vạn nhất nhiều người biết rõ, rơi vào trong tay người có ý, đối phương cố ý dò xét, như vậy thực sự sẽ hỏng bét. Yên tâm đi." Hai người đồng thời nói một tiếng. "Phụ thân, người đi theo con." Nhất Vân thở dài một hơi, nói với phụ thân một tiếng, hai người lại lần nữa đi vào trong mật thất ở đại điện. "Chúng ta thương nghị chuyện đi là khúc mộ một chút." Đi vào trong phòng, nhiếp Vân cũng không có nói nhảm mà trực tiếp mở miệng. Đáng giận, đáng giận. Bên ngoài lạc thủy thành, trong xe ngựa truyền tới tiếng rít gào giống như vượn gầm, người ngồi trong xe chính là hai người la vũ, la thần vừa mới đi ra từ nhiếp ra. Chúng ta cứ như vậy nuốt cơn tức này xuống sao? Sắc mặt la thần cũng khó coi vô cùng. Tuy rằng, bằng vào thân phận trị liệu sư của hắn làm cho thương thế của hai người được chữa trị tốt, nhưng mà khuất nhục trong lòng căn bản không có cách nào tiêu trừ nuốt xuống nào có dễ dàng như vậy tuy rằng sư phụ nhiếp vân này là cường giả trí tôn căn bản không đắc tội nổi chúng ta về gia tộc trước chờ đợi thời cơ tốt nhất sau đó giáo huấn nhiếp vân này một chút để cho hắn biết chúng ta là ai móa là vũ hử lạnh đúng cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi bằng không nếu như để cho lão tổ biết rõ chúng ta đắc tội với một cường giả trí tôn sợ rằng phiền toái sẽ rất lớn trong lòng la thần cũng không cam lòng nhưng mà hắn cũng biết tình huống hiện tại hắn chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Đúng rồi, ngươi nói xem chúng ta có nên nói ra tin tức là nghiêm thúc thúc chết ở đây hay không? Lúc trước là nghiêm thúc thúc đi tìm bí mật thất kiếm, thúc thúc bị người ta giết ở chỗ này, chỉ sợ có liên quan tới thất kiếm. Qua một hồi, la thần đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi. Không sai, nếu như chúng ta đem tin tức này truyền ra ngoài, sợ rằng tất cả cao thủ trong thần phong đế quốc đều tụ tập ở đây. Khi đó cho dù sư phụ nhất vân này là cường giả trí tôn, muốn giết hắn thì cũng không ai dám nói cái gì. Hai mắt lao vụ sáng ngời. Hai người bọn hắn luôn phiên bị nhục nhã, cũng không hận cường giả trí tôn kia mà lại đổ toàn bộ lừa giận lên người nhất vân. Tuy nhiên vẫn còn không ổn, nếu như thả tin tức này ra, tất cả mọi người sẽ đi qua, lợi ích mà gia tộc chúng ta đạt được sẽ nhỏ đi. Ta thấy vẫn nên đem tin tức này nói cho lão tổ, lại để cho người định đoạt, chỉ cần có thể làm cho lão tổ vui, giáo huấn tiểu tử kia báo thù cũng là chuyện đơn nghi nà. Nghĩ một hồi, La Vũ vẫn cảm thấy việc lan truyền tin tức ra ngoài là không thỏa đáng. Vậy được, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Sau khi thương nghị, hai người không nói thêm gì nữa mà ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng chạy về thần phong thành. Còn nói là khúc mộ là bảo tàng mà tổ tiên thành chủ lưu lại sao, dùng máu của La khuynh thành là có thể mở cửa đá. Trong mật thất nhiếp ra, nhiếp khiếu thiên nghe nhi tử giải thích lập tức trợn tròn mắt, hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, chúng ta thương nghị một chút nên đi tới thăm dò lúc nào một khi muộn con sợ người yêu tộc chiếm tiên sư khi đó là thủy thành chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mang tính hủy diệt nhất vân nói ra ý nghĩ của mình không sai tuy rằng ta không biết trong là khúc mộ rốt của có cái gì nhưng mà nhất định là bí mật kinh người nếu như để cho người yêu tộc đoạt được như vậy chúng ta cũng xong ngày đó từ trên người nhiếp hạo thiên nhiếp khiếu thiên đã nhìn thấy sự cường đại của yêu nhân cho nên hắn cũng không khỏi dùng mình khi nghĩ về chuyện này nếu quả thực đúng như Nhi Tử nói, như vậy yêu nhân sẽ tùy thời tấn công tới Lạc Thủy Thành, chuyện dẫn đầu vào Lạc Khúc Mộ là chuyện tất phải làm. "Phụ thân, con, thành chủ và Lạc huynh thành, bốn người cùng đi, như vậy động tĩnh mới nhỏ hơn chút, thực lực cũng đều không kém, có thể chiếu cố lẫn nhau." Nhấp Vân nói. "Đúng, quả thực không thể mang quá nhiều người đi, nếu không rất dễ lộ ra tiếng gió." Nhấp Hiếu Thiên gật đầu tán đồng, lại nói tiếp. "Trước khi đi ta cảm thấy nên chuẩn bị một chút." nếu như có thể mượn kiện huyết long chiến giáp của dương gia kia tới là tốt nhất huyết long chiến giáp nhiếp vân sững sờ huyết long chiến giáp kiếp trước nhiếp vân cũng từng nghe nói là binh giáp lợi hại nhất trong gia tộc của dương ngạn do lân phiến của huyết long tạo thành phòng ngự vô địch nghe nói ngay cả một kích toàn lực của cường giả khí tông cũng chưa hẳn đã phá vỡ được phòng ngự của nó đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết trên thế giới này có huyết long hay không cũng khó mà nói được càng đừng nói tới chiến giáp phòng ngự vô địch nếu như quả thực có thứ này dương gia cũng không phải một mực ở dưới phủ thành chủ thậm chí còn không hiện sơn lộ thủy trong tứ đại gia tộc lạc thủy thành cũng bởi vì biết rõ tin tức này cho nên nhiếp vân mới vô cùng nghi hoặc hỏi một câu chẳng lẽ thực sự có thứ này sao đúng vậy có thứ này trước đó ta từng tận mắt nhìn thấy qua không phải là lân phiến của huyết long làm thành mà là lân phiến của long văn thú cấp bậc khí tông lực phòng ngự rất mạnh ít nhất bằng vào thực lực như ta hiện tại không thể nào phá vỡ phòng ngự được. Nhiếp khiếu thiên gật gật đầu. Hóa ra là Long Văn Thú. Long Văn Thú nhiếp phần biết rõ, đó là một loại yêu thú cấp bậc khí tông, lực phòng ngự rất mạnh. Một thân lân phiến ngay cả binh khí vương tộc hạ phẩm cũng chưa hẳn đã có thể phá vỡ được nó. Loại yêu thú này vô cùng hiếm thấy, mà lấy lân phiến nó làm thành chiến giáp càng chân quý vô cùng. Cho dù là gia tộc to lớn như La Gia cũng chưa hẳn đã có một kiện, không ngờ tới dương gia này lại có tuy rằng lực phòng ngự của thứ này mạnh nhưng mà đối với mấy người chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn mấu chốt là lạc khuynh thành kia hiện tại nó chỉ có tu vi xuất thể cảnh sơ kỳ một khi tiến vào lạc khúc mộ mà không có phòng ngự chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm nhiếp khiếu thiên nói vâng con biết rõ để cho tới hỏi dương ngạn xem nhìn xem có thể mượn dùng một chút hay không nhiếp vân gật đầu vẫn là phụ thân nghĩ chu đáo trước đó tuy rằng hắn đã nghĩ tới việc nên bảo hộ lạc khuynh thành thế nào để làm nàng không bị thương tồn thế nhưng hắn lại không nghĩ được nhiều như vậy xuất thể cảnh trong mắt người khác coi như không tệ thế nhưng nếu thực sự đi vào lạc khúc mộ thì không đủ dùng ai biết nơi này có cơ quan hay không thứ mà cường giả trí tôn đình phong bố trí ngay cả hắn cũng chưa hẳn đã có thể toàn thân trở ra chứ đừng nói là nàng à đúng rồi phụ thân đây là một bộ vũ kỹ vương tộc thượng phẩm thích hợp với người tu luyện bây giờ nhất bên trên sư phụ con đã xử lý đơn giản hóa một chút người nhìn xem có thể trong thời gian ngắn luyện thành hay không nếu như luyện thành thì nắm chắc càng lớn hơn trước đó khi để la vũ la thần chép vũ kỹ thì nhất vân cũng dùng tinh thạch ghi chép ghi nhớ lấy mấy bộ bộ vũ kỹ này gọi là trí tôn đại bi thủ là một loại chiêu số tuyệt thảo công thủ một thể chỉ cần phụ thân có thể luyện thành thì cho dù gặp được cường giả khí tông trung kỳ cũng có thể tự bảo vệ mình đối với nhất vân mà nói lần này đi là khúc mộ nhất định không đơn giản nhưng mà không đơn giản ở chỗ nào hắn lại không nói nên lời hắn chỉ có một loại cảm giác đơn thuần là như vậy mà thôi mà phụ thân lại là người quan trọng nhất với hắn hắn không hy vọng người gặp chuyện không may vũ kỹ vương tộc thượng phẩm nhấp khiếu thiên vội vàng tiếp nhận ngọc bài tinh thần lướt qua chỉ trong chốc lát đã xem hết nội dung bên trong cả người lập tức ngây ra tu luyện tại chỗ nhìn phụ thân tu luyện hăng say nhấp vân cười một tiếng rồi lùi ra khỏi phòng hắn lại thả người bay vút về phía dương gia của dương ngạn vụ kỹ si tiêu thần phủ của dương ngạn phối hợp với liệt diễm phủ thực lực mạnh mẽ sau khi dương thiết thành chết đi hắn dùng thời gian chưa tới một ngày chỉnh hợp gia tộc hoàn tất bản thân trở thành tộc trưởng đi vào dương gia như phần hỏi một ô tê chút mới biết dương ngạn đang thương nghị mọi chuyện với chúng trưởng lão trong nghị sự điện sau khi bảo người thông báo chỉ trong chốc lát hắn đã thấy dương ngạn bước tới lúc này khí tức của dương ngạn bành trướng chân khí toàn thân nhộn nhạo không ngờ lại đạt tới xuất thể cảnh đỉnh phong ha ha đêm qua phùng tiêu tới tìm ta cho ta một thứ nói là yêu đan bảo ta hấp thu linh khí bên trong cho nên mới tiến bộ nhanh như vậy nếu không cũng không có khả năng nhanh chóng đạt tới xuất thể cảnh đỉnh phong nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt nhiếp vân dương ngạn cười nói phùng tiêu đúng vậy tiểu tử này tiến bộ nhanh hơn hiện tại cũng đạt tới thành cương cảnh trung kỳ ta không đổi kịp được hắn rồi dương ngạn cao lớn thô kịch khi nói chuyện cũng rất trực tiếp hắn làm cái gì vậy Nhất Vân có chút nghi hoặc Khỏa yêu hạch ngày hôm qua tuyệt đối Có thể làm cho Phùng Tiêu Đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong Sao lại chỉ tấn cấp tới trung kỳ Vì sao lại phải đưa cho Dương Ngạn hấp thu Được rồi Không nghĩ ra cũng không cần phải nghĩ nhiều Nhất Vân lắc đầu Nói ra mục đích của mình khi tới đây Ta muốn mượn huyết long chiến giáp của gia tộc các ngươi, Người xem có thể lấy ra cho ta mượn một chút hay không Mấy ngày sau ta lại trả người Huyết long chiến giáp Thứ này ta cũng không rõ ràng cho lắm ngươi chờ một lát ta tới hỏi những trưởng lão khác có lẽ bọn họ cũng biết dương ngạn vừa mới trưởng quản dương gia đối với việc gia tộc có bảo bối gì hắn cũng không biết quá rõ ràng nói xong hắn lập tức quay người đi về phía nghị sự điện đi được vài bước hắn đã dừng lại cho dù bọn hắn biết rõ nhưng cũng chưa chắc đã đồng ý cho mượn lần trước bởi vì ta giết nhi tử đại trưởng lão nhị trưởng lão mà hai người này có ý kiến rất lớn trên cơ bản mỗi một quyết định của ta bọn chúng đều phản đối thực lực của ta không đủ cho nên cũng không có biện pháp làm gì bọn hắn lần trước bởi vì chuyện người thừa kế gia tộc mà dương ngạn đã bị nhi tử đại trưởng lão nhị trưởng lão khiêu chiến kết quả hắn dùng một phủ chém hai người thành thịt nát lúc ấy tất cả mọi người bởi vì sợ hãi sư phụ hắn cho nên cũng không làm gì hiện tại hắn chấp trưởng gia tộc hai trưởng lão này mặc dù không dám công nhân phản đối nhưng mà tiêu cực lười biếng làm trái lại lại là thường xuyên cho nên khiến cho hắn vô cùng đau đầu chúng ta cùng đi Vậy thì tốt quá, có người ở đây xem ai dám nói nhảm nữa. Nghe thấy Nhất Vân nói muốn đi cùng, hai mắt dương ngạn sáng ngời. Theo hắn thấy Nhất Vân thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu như đại trưởng lão, nhị trưởng lão nói nhảm, đối phương quả thực có biện pháp giáo huấn một lần. Ha ha, người đi vào thương nghị với bọn họ trước. Nó muộn huyết lòng chiến giáp là vì đối phó với yêu tộc, liên quan tới an nguy của Lạc Thủy Thành. Nếu như bọn hắn trực tiếp lấy đại cục làm trọng thì cũng thôi đi, nếu như không ta sẽ làm cho bọn hắn ngoan ngoãn giao ra. Nhất Vân cười nhạt một tiếng. Lạc Thủy Thành đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong, thế nhưng rất nhiều người lại vì địa vị bản thân ở gia tộc mà không nghe theo, không thống nhất quản lý. Loại tình huống này nếu như xảy ra lúc yêu tộc xâm lấn, thường thường sẽ nhanh chóng tạo thành hỗn loạn, tử vong. Để phòng loại chuyện này xảy ra, Nhất Vân định ra tay chấn nhiếp một lần. Nghe theo mệnh lệnh thì còn dễ nói, không nghe thì trực tiếp đánh chết. Trong đại điện, vừa rồi ta đi ra ngoài một chuyến là thiếu gia nhiếp vân của nhiếp gia tìm ta hắn muốn mượn huyết long chiến giáp của gia tộc ta cho nên ta muốn hỏi ý kiến của chư vị trưởng lão dựa theo lời nhiếp vân nói dương ngạn đi vào phòng ngồi xuống chủ vị rồi trực tiếp nói mượn huyết long chiến giáp sao sao hắn lại biết được dương gia chúng ta có huyết long chiến giáp đám trưởng lão nghị luận không ngừng yên tĩnh một chút nghe ta nói hết chắc hẳn chuyện nhiếp hạo thiên bị yêu tộc phụ thể trước đó mọi người cũng đều biết rồi chứ yêu tộc có thể phụ thể tộc trưởng một trong tứ đại gia tộc lạc thủy thành này thành công cũng có thể thấy được lạc thủy thành an nguy trong sớm tối lần này nhất vân thiếu gia mượn huyết long chiến giáp của gia tộc chúng ta là vì muốn đối phó với yêu tộc nhanh thì một ngày chậm thì bốn năm ngày sẽ trả lại dương ngạn đem lời nhất vân hướng dẫn nói ra một lần yêu tộc là địch nhân lớn nhất của nhân tộc nếu như đối phó với yêu tộc cấp cho hắn mượn cũng không có gì đúng vậy nhiếp khiếu thiên đã là cường giả khí tông chuyện được đế quốc phong làm vương tộc chỉ là sớm muộn chắc hẳn hắn cũng chướng mắt kiện huyết long chiến giáp kia nghe dương ngạn nói là chỉ mượn để đối phó yêu tộc rất nhiều trường lão cũng không quá để ý yêu tộc là địch nhân chung của nhân tộc nếu như thực sự xâm lấn thì không có gì huyết lo chiến giáp dù sao cũng là vật chết nếu như có thể phát huy chút tác dụng như vậy mọi người cũng không ngại cho mượn đi ta không đồng ý huyết long chiến giáp chính là trí chí bảo chấn tộc trong gia tộc chúng ta tộc huấn đã sớm nói làm hậu bối không thể để lộ nó ra, chứ đừng nói là cho mượn ra bên ngoài. Nếu như ngươi mang thứ này cho mượn, ta là người đầu tiên kiên quyết không đồng ý. Các trưởng lão khác không quá khát khe về vấn đề này, nhưng mà đại trưởng lão lại đứng lên, hai hàng lông mày dựng thẳng, quát lớn. Ta cũng không đồng ý, bây giờ chúng ta gọi ngươi là tộc trưởng, nhưng ngươi đừng quên. Chức vị tộc trưởng phải là binh giáp cảnh đỉnh phong mới có tư cách ngồi vững vàng, muốn cho người ngoài mượn trí bảo chấn tộc, vẫn chờ ngươi đạt tới binh giáp cảnh đỉnh phong rồi lại nói nhị trưởng lão cũng phụ họa. Hai vị đại trưởng lão, nhị trưởng lão đưa ra ý kiến phản đối, đại điện vốn yên tĩnh lần nữa lại nghị luận không ngừng. Ta cảm thấy đại trưởng lão nói đúng, huyết long chiến giáp là trí bảo chấn tộc của dương gia chúng ta, làm sao có thể đơn giản, để cho người ta mượn cơ chứ. Vẫn không nên cho mượn thì tốt hơn, một khi cho mượn chẳng khác nào để cho người ta biết rõ ưu khuyết điểm của chúng ta, như vậy đâu còn có thể thích hợp gọi là trí bảo chấn tộc được nữa chứ. Nhấp ra mượn thứ này cũng không phải là vì bản thân, mà là để đối phó với yêu tộc. Nếu như các ngươi nguyện ý ra mặt đối phó với yêu tộc, như vậy cũng có thể mượn. Chỉ là ta nói cho các ngươi biết, người mà bọn hắn muốn đối phó chính là cường giả khí tông cảnh yêu tộc, nếu không cũng không mượn thứ này. Nhìn thấy rất nhiều người lật lọng phản bội sau khi bị hai người đại trưởng lão, nhị trưởng lão lên tiếng, dương ngạn cố nén giận dữ vung tay quát. Bọn hắn muốn đối phó với yêu tộc thì để cho bọn hắn đối phó là được. Chúng ta quản làm gì? Vì cái gì lại muốn huyết long chiến giáp của chúng ta? Ta thấy chỉ sợ bọn chúng dùng danh nghĩa đối phó yêu tộc để ngấp nghé trí bảo chấn tộc chúng ta mà không. Đại trưởng lão không nhanh không chậm hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ngấp nghé trí bảo trấn tộc của chúng ta. Khiếu thiên thúc thúc chính là cường giả khí tông. Nếu như thực sự muốn ngấp nghé thì trực tiếp xông tới cướp đoàn là được. Các ngươi ai là đối thủ cơ chứ? Sương ngạn không ngờ đại trưởng lão lại vô sỉ như vậy. Hắn tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Chuyện này ai biết? Lòng người khó dò. Muốn đi đối phó với yêu tộc tộc trưởng người thích đi thì đi đừng kéo chúng ta mặt khác muốn mượn huyết long chiến giáp đừng có mơ nhị trưởng lão cũng khẽ nói ha ha đối phó với yêu tộc các ngươi lùi bước không đi lại ở chỗ này châm chọc nhau mà không biết thẹn đại trưởng lão nhị trưởng lão dương gia các ngươi quả thực khiến cho nhiếp vân ta lao mắt mà nhìn à đúng lúc này bên ngoài đại điện văng lên tiếng nhàn nhạt, nhạt trên mặt nhiếp vân mang theo nụ cười vui vẻ đi tới làm càn đây là nghị sự điện của dương gia còn chưa tới phiên người khoa tay múa chân hừ người gọi là nhiếp vân đúng không bằng vào tuổi này có thể đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong cũng coi như không tệ tuy nhiên thành cương cảnh đỉnh phong và binh giáp cảnh vẫn chênh lệch rất xa nếu như không phải hôm nay để mặt nhiếp hiếu thiên phụ thân người thì ta sẽ khiến cho người biết sông vào nghị sự điện của gia tộc khác sẽ bị trừng phạt thế nào đại trưởng lão vung tay lên thực lực binh giáp cảnh trung kỳ thể hiện ra vẻ mặt ngạo nghễ vô cùng nhiếp vân cũng không có thể hiện tu vi nhưng mà ngày hôm trước đánh đập tàn nhẫn, lại diệt sát rất nhiều trưởng lão của tứ đại gia tộc, bề ngoài chỉ có tu vi thành cương cảnh đỉnh phong. Loại thực lực, tu vi như vậy tuy rằng không kém, nhưng mà ở trong mắt binh giáp cảnh trung kỳ như hắn, còn chưa đủ dùng. Chưa truyền đã xông vào trong, bây giờ ta hoài nghi ngươi có mưu đồ làm loạn, lập tức ra ngoài, lần nữa ghi bái thiếp, hơn nữa còn xin lỗi, như vậy có lẽ ta còn không so đo, nếu không hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học cho dù là phủ thành chủ cũng không dám nói lời nào. Nhị trưởng lão cười khắc khắc rồi bước về phía trước một bước, thực lực binh giáp cảnh sơ kỳ cũng điên cuồng tuôn ra, dường như chỉ cần Nhất Vân không làm theo yêu cầu của hắn thì hắn dám ra tay. Nhất Vân thiếu ra, ngươi vẫn nên ra ngoài trước đi. Chưa truyền đã xông vào nghị sự điện, cho dù bầm báo phủ thành chủ thì cũng là ngươi sai, hảo, hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tình một ít trưởng lão ủng hộ dương ngạn thấy nhị vị trưởng lão hùng hồ dọa người như vậy bọn hắn sợ triệt để đắc tội với nhiếp gia cho nên hào tâm khuyên bảo một tiếng ta tạ ý tốt của chư vị trưởng lão ta tâm lĩnh nghe thấy mấy trưởng lão này hào tâm khuyên can nhiếp vân cười một tiếng lại quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão nhị trưởng lão nói chỉ bằng vào hai rác rưởi như các ngươi cũng muốn đuổi ta đi hay sao không phải đầu óc các ngươi ngập nước rồi đó chứ ngươi dám nói chúng ta là rác rưởi muốn chết nghe thấy thiếu niên này nói vậy sắc mặt nhị trưởng lão lập tức xanh lên trên trán có gân xanh nổi lên hai mắt đỏ thẫm như là cầu giận dữ nói ngươi là rác rưởi đã là cất nhắc ngươi rồi phải nói là một đống phân ta khuyên ngươi bớt ở nơi này tòa mùi hôi ngút trời đi nhanh cút ra ngoài bằng không một khi động thủ nhất định sẽ biến thành người chết nhiếp vân nhẹ nhàng cười nói biến thành người chết ta thấy người sẽ biến thành người chết là ngươi đó hôm nay tất cả mọi người đều nhìn rõ tiểu tử này bất kính với ta ta phải giáo huấn hắn, nếu không dương ra chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại nữa chứ. Tuy rằng, nhị trưởng lão nổi giận, nhưng vẫn còn kiêng kỵ nhiếp khiếu thiên khí tông cảnh, cho nên hắn giống lớn một câu, sau khi khoác lên tấm da hổ đại nghĩa rồi mới động thủ. Người bớt nói nhảm đi. Như vân bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể nhoáng một cái, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang đột ngột xuất hiện trước mặt nhị trưởng lão. Cái gì? Nhị trưởng lão này không ngờ nhiếp vân lại có tốc độ nhanh như vậy, sắc mặt hắn thoáng cái biến đổi, hai tay mạnh mẽ đẩy về phía trước lực lượng hùng hậu tuôn thẳng về phía thần ảnh trước mặt Cục xuống đi đối mặt với công kích Nhất vân không có ý tránh né mà chỉ khẽ vươn tay lực lượng binh giáp cảnh sơ kỳ đình phong không hề giữ lại lập tức tuôn ra phịch phịch nhị trưởng lão bổ nhào nằm dạp trên mặt đất khuôn mặt như là quả cả bị đun sôi vậy màu đỏ tím cả người nằm trên mặt đất như là một con chó đang thương đang kẹp lại cái đuôi của mình dám động thủ với trưởng lão dương gia ở nghị sự điện của dương gia chúng ta ngươi làm càn đại trưởng lão không ngờ tới thiếu niên này lại một tay đánh cho nhị trưởng lão nằm trên mặt đất hắn tức giận quát lớn làm càn đầu ngươi vô nước rồi sao muốn động thủ thì cứ động thủ là được đừng có nói những lời giữ thể diện cho mình như vậy Nhất vân lắc đầu ngươi được được ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc nói cho ngươi biết mỗi một cấp bậc trong bình giáp cảnh đều giống như trên trời dưới đất không biết có kỳ ngộ gì mà dám hung hăng càn quấy ở đây, ngươi cũng nằm xuống cho ta." Đại trưởng lão Triệt để bị chọc giận, hai tay mang theo chân khí cường đại như là cự long, xé rách không khí đánh về phía đầu Nhiếp Vân. "Được rồi, ngươi cũng nằm xuống đi thôi." Hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân đánh ra một quyền, chân khí ngập trời lập tức tiêu tán, đại trưởng lão và nhị trưởng lão lập tức nằm gần nhau, song song, như là chó nhà có tang vậy. "Các ngươi đã không muốn nghe theo tộc trưởng ước thúc?" như vậy hôm nay ta phế đi các người. bớt đi hai con sâu làm dầu nồi canh dương ra đánh hai người này gục xuống nhiếp vân cũng không làm gì khác bàn tay duỗi ra lập tức vỗ vào trên khí hải của hai người một cái răng rắc răng rắc hai tiếng giòn vang rất lớn vang vọng khí hải của hai vị trưởng lão lập tức sụp đổ một thân tu vi hóa thành nước chảy à lực lượng của ta thực lực của ta ta không cam lòng khí hải bị phá hai người đại trưởng lão không thể tin đây là sự thật cả hai kêu thảm thiết thanh âm như là chim quyên vậy dương ngạn tộc trường hai phế vật này ta đã giúp ngươi xử lý muốn giết hay là nhốt trong ngục vĩnh viễn không thả tùy ngươi quyết định nếu như hai người này là trưởng lão nhiếp ra thì nhiếp vân đã không chút lưu tình chém giết thế nhưng dù sao hiện tại cũng đang ở dương gia hắn không thể làm quá tuyệt giết nhốt trong lao ngục vĩnh viễn không thả sao nghe thấy thiếu niên này tùy ý nói như vậy vừa mới ra tay đã hủy tu vi hai trưởng lão bình giáp cảnh khóe miệng của tất cả mọi người trong đại sảnh co giật trong lúc nhất thời yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được quá ác được rồi người đâu mang hai gia hỏa không biết tốt xấu này lên hình pháp đài cho thị chúng sau ba ngày ba đêm sẽ lang trì xử tử dương ngạn tiếp xúc với nhiếp vân đã lâu cho nên cũng biết khi ra tay thì không nên do dự như vậy sẽ tạo thành phiền toái sau này hắn lập tức khoát tay quá treo thị chúng lang trì xử tử nghe thấy tộc trưởng sắp xếp như vậy mọi người càng run rẩy bề ngoài dường như dường như tộc trưởng của bọn hắn còn ác hơn à trong lúc nhất thời những người một lòng với hai người đại trưởng lão muốn xuất đầu thay bọn hắn lặng lẽ lui xuống sợ bị liên lụy tới bản thân mình thì thảm đúng rồi vừa rồi vừa nói tới việc cho nhiếp vân thiếu gia mượn huyết long chiến giáp không biết các vị trưởng lão thấy thế nào thế lập uy thành công có thể tưởng tượng sau này trong gia tộc càng một lòng dễ quản lý trong lòng dương ngạn âm thầm thỏa mãn tiếp tục hỏi mượn tất cả trưởng lão chăm miệng một lời có thể không mượn sao chúng ta còn chưa sống đủ a à? rất nhanh nhiếp vân đã cầm huyết lòng chiến giáp trong tay sau khi xem qua quả nhiên không tệ trên khải giáp màu vàng nhạt có đường vân màu đỏ giống như cự long tùy thời đều có thể bay lên cao lân phiến chẳng chịt bao phủ toàn bộ khải giáp dường như có thể ngăn cản tất cả công kích ở bên ngoài vậy không tệ có thứ này cho dù là khuynh thành gặp phải cường giả khí tông đỉnh đánh lén cũng không có việc gì dùng chân khí vận chuyển một vòng trên chiến giáp phát hiện ra lực phòng ngự kinh người của nó hai mắt nhiếp vân sáng ngời nhiếp vân người muốn đi làm gì vậy mang ta theo với đang định thu huyết lòng chiến giáp vào nạp vật đan điền thì hắn đã nhìn thấy dương ngạn mang theo vẻ mặt sốt ruột đi tới mang theo ngươi được rồi nơi này tương đối nguy hiểm ngươi vẫn không nên đi theo thì hơn hiện tại dương ngạn chỉ là xuất thể cảnh đình phong cho dù phối hợp với liệt diễm phủ và si tiêu thần phủ tối đa cũng chỉ có thể chiến đấu với thành cương cảnh trung kỳ loại thực lực này nếu như đi vào lạc khúc mộ không có tác dụng quá lớn lạc khúc mộ kỵ yêu tộc mơ ước lâu như vậy nếu như nhóm người hắn muốn đi nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức bởi vậy thực lực người đi không thể quá kém nếu không hắn cũng không có cách nào chiếu cố được cũng bởi vì nguy hiểm mới nên mang theo ta chúng ta là huynh đệ huynh đệ vào sinh ra tử ta lại ở trong nhà ấm làm tộc trưởng, ta không làm được. Dương Ngạn siết chặt nắm tay. Người không sợ nguy hiểm hay sao? Nghe thấy đối phương nói vậy, trong lòng Nhất Vân khẽ động. Không sợ, chết cũng không có gì. Dương Ngạn khẽ hừ một tiếng. Được, người đã nói như vậy, thì đi cùng chúng ta đi thôi. Nghe thấy đối phương nói câu này, vành mắt Nhất Vân đỏ lên. Cái gì là huynh đệ? Đó là khi huynh đệ dù biết rõ tình huống rất là nguy hiểm, nhưng mà vẫn không chút do dự đứng bên cạnh ngươi khi ngươi cần huynh đệ ngươi trợ giúp hắn có thể gánh một mảnh trời cao cho ngươi đây là nghĩa đây là tình đây mới là huynh đệ các ngươi muốn làm gì vậy sao lại không mang ta đi theo hai người vừa mới dứt lời thì trượt nghe một tiếng cười nhàn nhạt vang lên có một thanh niên cất bước đi tới phùng tiêu lần này rất là nguy hiểm một khi không cẩn thận sẽ mất mạng tính thêm ta nữa đi phùng tiêu cười nhạt một tiếng lộ ra hàm răng trắng nõn. Sau khi mang theo dương ngạn và phùng tiêu cho phụ thân sắp xếp, bản thân nhất vân thì chạy tới phủ thành chủ. Cái gì là huynh đệ, nhiều khi không cần nhiều lời, chỉ cần liếc mắt là đủ hiểu. Dương ngạn và phùng tiêu không biết hắn muốn đi làm cái gì, biết rõ nguy hiểm, nhưng mà bọn hắn lại muốn đi theo, đây là huynh đệ. Cả đời này người có thể làm bằng hữu, huynh đệ của ta không nhiều lắm, nhất định không thể để cho hai người bọn hắn gặp chuyện không may. Vừa đi, trong lòng nhất vân âm thầm hạ quyết định. Kiếp trước Phùng Tiêu và Dương Ngạn đều chết trong lúc yêu tộc xâm lấn. Kiếp này, hắn muốn ngăn cản yêu tộc xâm lấn, muốn cho tất cả những người mà hắn quý trọng sống sót. Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, rất nhanh hắn đã đi tới phủ thành chủ. Nhìn kia, đó là nhiếp vân thiếu gia. Nghe nói, hắn chưa tới 17 tuổi đã đạt tới thành cương cảnh đỉnh phong, thực lực ngay cả một ít lão ngoan đồng cũng kém hơn hắn. Ta muốn tu luyện cho tốt, lấy nhiếp vân thiếu gia làm gương. Tiến vào cửa lớn phủ thành chủ, thị vệ bên ngoài đứng thẳng vừa nhìn thấy nhiếp vân là hai mắt không nhịn được toát lên lửa nóng tràn ngập vẻ sùng bái vô hạn trong thế giới võ đạo thịnh hành mỗi người đều sùng bái cường giả nhiếp vân không lên tiếng thì thôi một khi lên bỗng nhiên nổi tiếng dùng thủ đoạn sấm xét trong vòng một đêm hoàn thành trình hợp tứ đại gia tộc trong phủ thành chủ càng đại khai sát giới đánh chết hơn mời trưởng lão thành cương cảnh đã trở thành truyền thuyết của lạc thủy thành là thần tượng trẻ tuổi ha ha Nghe những lời âm thầm nghị luận của đám thị vệ này, Nhất Vân cười cười. Kiếp trước hắn luôn được mọi người coi là một hình tượng phản diện để nói, không ngờ vừa mới trọng sinh được vài ngày, ở trong miệng người khác đã trở thành tấm gương để học tập. Các ngươi nhìn xem, Nhất Vân thiếu gia vừa cười với ta, nhất định người cảm thấy ta nói đúng, về sau nhất định phải cố gắng thật nhiều, trở thành cường giả. Cái gì mà cười với ngươi, đó là cười với ta, ta tất sẽ trở thành cường giả. Thấy thiếu niên cười, rồi đi vào cửa chúng thị vệ ngoài cửa càng kích động thần tượng cười đại biểu cho việc coi trọng bọn hắn về sao bọn hắn phải càng thêm cố gắng chúng ta đi thôi vừa vào phòng lạc chiêm hào và lạc khuynh thành đã nghênh đón lúc này khí tức của lạc chiêm hào đã ngưng tụ đã triệt để củng cố tu vi ở cảnh giới khí tông khuynh thành đây là huyết long chiến giáp người mặc dưới y phục có thể bảo hộ người chu toàn nhất vân gật đầu lại lấy ra huyết long chiến giáp của dân gia rồi đưa cho nàng cảm tạ tiếp nhận chiến giáp, sắc mặt là khuynh thành đỏ lên, quay người đi về phía phòng của mình để thay đổi. Không tệ, mặt trên người ta rất vừa vặn. Chỉ chốc lát nữ nhân này đã đi tới, cho dù là huyết long chiến giáp mặc dưới y phục, nhưng mà dưới cổ áo hiện lên màu đỏ lại càng khiến cho nàng có thêm khí khái hào hùng, khiến cho Nhiếp Vân không khỏi tán thưởng. Loại bảo vật như huyết long chiến giáp này có năng lực co rút lại, nữ tử mặc vào cũng phù hợp, cho dù là loại người cao lớn thô kệch như Dương Ngạn mặc vào cũng không chật chội. Hiện tại chúng ta đi luôn hay là thế nào?" Thành chủ nói. "Trước tiên vẫn nên tới gia tộc ta, sau đó lại thương nghị tiếp." Nhất Vân gật đầu rồi mang theo hai người bay ra khỏi phủ thành chủ. Bọn hắn cũng không theo cửa chính rời đi, mà nhảy tường đi ra, bởi vì bọn hắn sợ nhiều người nhiều miệng đem tin tức này truyền đi. Tuy nhiên, điều khiến cho bọn hắn không thể tưởng tượng, được đó là bọn hắn vừa mới rời khỏi phủ thành chủ thì ở một góc trong phủ thành chủ, bãi cỏ vốn yên tĩnh đột nhiên nhúc nhích chỉ trong chốc lát xuất hiện một yêu nhân nhỏ, chỉ cao nửa trượng ư. Rốt cuộc bọn hắn cũng ra tay, hắc hắc, mau đem chuyện này nói cho yêu đồng đại nhân. Cười giữ tợn một tiếng, yêu nhân nhỏ này lập tức nhoáng lên, chui vào trong đất, rồi biến mất không thấy gì nữa. Nếu như để cho Nhất Vân nghe được lời nói của hắn tuyệt đối, hắn sẽ khiếp sợ tới tột đỉnh. Trung tộc yêu tộc rất phức tạp, có thể mang họ yêu, ít nhất cũng là vương tộc. Phủ thành chủ lạc thủy thành nho nhỏ không ngờ lại bị yêu nhân cấp bậc vương tộc nhớ thương, chuyện này nói ra cũng đủ để khiến cho người ta không thể tin được. Mặc dù không biết yêu tộc đã đem xúc tu cuốn tới phủ thành chủ, nhưng mà nhất Vân lại biết rõ lần này đi lạc khúc mộ nhất định không có đơn giản như vậy. Yêu nhân gần đây không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, vì là khúc mộ bọn chúng có thể bố cục hãm hại, làm nhiều năm như vậy, căn cứ vào lý giải của hắn với yêu tộc, nếu như đối phương, để cho bọn hắn thuận lợi tiến vào lạc khúc mộ mới là kỳ quái. Ba người nhanh chóng đi tới nhiếp ra, lúc này hai người dương ngạn, phùng tiêu cũng đã tới đang nói chuyện phiếm với nhấp khiếu thiên trong phòng chúng ta điều chỉnh một chút đợi trời tối đen rồi hãy đi như vậy an toàn hơn đôi chút nhiếp vân ngẫm nghĩ hắn vẫn cảm thấy đợi đêm tối đi là thích hợp nhất được mọi người đáp ứng một tiếng đều tìm một nơi trong phòng để điều chỉnh trạng thái phụ thân chí tôn đại bi thủ con dạy cho người tu luyện tới đâu rồi mọi người bắt đầu điều chỉnh nhiếp vân đi tới trước mặt phụ thân rồi nhỏ giọng hỏi vũ kỹ vương tộc thượng phẩm cho dù trải qua đơn giản hóa đi cũng không phải dễ dàng luyện thành như vậy nhiếp khiếu thiên lắc đầu vũ kỹ giống như bí tịch của võ lâm cao thủ vậy rất nhiều công phu cho dù dùng cả đời cũng không luyện tới đỉnh phong trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã mua luyện thành chẳng khác nào người ngốc nằm mơ nghe phụ thân nói còn chưa luyện thành Nhiếp Vân biết rõ thời gian quá ngắn cho nên hắn cũng không suy nghĩ gì nữa Chí tôn đại bi thủ là vũ kỹ vương tộc thượng phẩm nói thật không có 10 năm 8 năm tu hành căn bản không có khả năng tu luyện ra được nhưng mà bây giờ căn bản không có thời gian dài như vậy để cho phụ thân hắn chuyên tâm nghiên cứu ồ đúng rồi phụ thân người đừng chống cự hiện tại con dùng chân khí vận chuyển chân khí trong cơ thể người theo lộ tuyến vận chuyển của trí tôn đại bi thủ một lần người cảm thụ một chút có lẽ có trợ giúp đối với việc tu luyện chiêu này của người nhớ tới một phương pháp sắc mặt nhiếp vần ngưng trọng nói vũ kỹ tu luyện khó khăn nhất chính là phương pháp vận chuyển chỉ cần nắm giữ thứ này muốn đánh ra một chiêu kia cũng không khó hiện tại nhiếp vân muốn lợi dụng chân khí bản thân trợ giúp phụ thân vận chuyển theo lộ tuyến của trí tôn đại bi thủ một lần chỉ cần phụ thân có thể nhớ kỹ phương pháp lưu truyền như vậy muốn luyện thành bộ vũ kỹ này cũng không quá phức tạp được nhiếp khiếu thiên không phải là kẻ ngu nhi tử vừa mới nói hắn đã lập tức hiểu ra chỉ là hắn có chút nghi hoặc trí tôn đại bi thủ này là vũ kỹ vương tộc thượng phẩm làm sao nhi tử lại biết được phương pháp vận chuyển cơ chứ nếu nói đã xem qua bí tịch mà nhớ kỹ, điều này có đánh chết nhiếp khiếu thiên hắn cũng không tin. Bí tịch cho dù được nhớ rõ toàn bộ chi tiết, một khi không có tu luyện qua cũng chỉ là uổng công mà thôi. Giống như mỗi ngày ngươi đều đọc sách, nhưng mà lại chưa từng lái xe qua, cho dù tri thức lý luận có phong phú tới mấy, khi mới lái xe cũng là tay mơ, cũng xuất hiện nguy hiểm như thường. Trong lòng còn đang suy nghĩ, thì chân khí của nhi tử hắn đã từ bàn tay lan tràn vào trong. Nhấp khiếu thiên lập tức cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình dưới sự dẫn dắt của cỗ lực lượng này dựa theo phương thức đặc biệt vận chuyển rất nhanh đã vận chuyển một vòng sư lực lượng vận chuyển hoàn tất hắn lập tức cảm thấy chân khí cơ thể giống như ếch xanh mở miệng lập tức tuôn ra ầm ầm chân khí tạo thành trường ấn cực lớn hùng hậu mà cường đại vừa mới xuất hiện đã tỏa ra uy áp nồng đậm thành công Nhấp khiếu thiên hương phấn từ trên mặt đất nhảy lên vẻ mặt hắn kinh ngạc không thể tin được thứ nhất khiếu thiên sợ không phải mà uy lực của trí tôn bi thủ mà là khiếp sợ chẳng những nhi tử mình hiểu rõ lộ tuyến vận chuyển của chiều thứ này rõ ràng thậm chí còn hết sức quen thuộc với kinh mạch trong cơ thể hắn cùng một chiêu số bởi vì vấn đề thiên phú của mỗi người khác nhau cho nên hiệu quả tu luyện cũng khác biệt thế nhưng nhi tử khống chế nội tức vận chuyển trong cơ thể hắn lại linh hoạt giống như là cánh tay mình vậy có thể làm được điều này chứng minh nhi tử hắn hiểu rõ kinh mạch trong cơ thể cùng với chiêu thức này sâu rộng bao nhiêu cơ chứ chỉ sợ cho dù là cường giả trí tôn cũng chưa chắc đã làm được như vậy à. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tuy rằng hiện tại nhấp hiếu thiên thấy nhi tử càng ngày càng hiếu thuận, càng ngày càng nghe lời, nhưng mà hiểu biết của hắn về nhi tử lại càng ngày càng ít, khoảng cách giữa hai người bề ngoài dường như càng ngày càng xa. Ai? Trước kia nhi tử không có thực lực, hắn sốt ruột, bây giờ thực lực mạnh hắn lại vẫn sốt ruột, thực không biết tình trạng nào mới tốt đây. Phụ thân, không cần suy nghĩ nhiều, con vĩnh viễn là nhi tử của người trong cơ thể chảy xuôi máu của người, bây giờ cũng vậy, về sau cũng vậy, vĩnh viễn không có cách nào thay đổi. Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, thì chợt nghe thấy tiếng cười nói của Nhi Tử. Nghe Nhi Tử nói như vậy, toàn thân nhiếp khiếu thiên chấn động, hai mắt lập tức trở nên đỏ ao. Đúng vậy a, à, nó là Nhi Tử của hắn, mặc kệ biến hóa như thế nào thủ chung vẫn là Nhi Tử của nhiếp khiếu thiên hắn, độc nhất vô nhị. Phụ thân, người tập luyện chiêu này thêm mấy lần, con đi, giúp bọn hắn luyện thành vũ kỹ. Nhìn thấy phụ thân như vậy nhiếp vân biết rõ cảm tình giữa hai phụ tử cũng không bởi vì cách nhau 300 năm mà ngăn cách. Hắn cười cười, đi về phía đám người lạc chiêm hào, giúp bọn hắn cô động vũ kỹ. Hiện tại bọn hắn không có một thân chân khí, lại không có vũ kỹ tốt, đánh không ra uy lực mạnh nhất được, truyền thụ một ít vũ kỹ, có thể lần nữa gia tăng sức chiến đấu tổng thể một chút. Trải qua điều chỉnh, tu luyện, bầu trời ngày càng đen kịt hơn, thực lực đám người lạc chiêm hào lần nữa có tăng vọt, nhất là lạc khuynh thành, bản thân nàng thông minh, thiên phú cũng cao, chẳng những học được hai bộ vũ kỹ quý tộc thượng phẩm mà Tu Vi cũng có đột phá, đạt tới xuất thể cảnh trung kỳ. Dương ngạn dưới sự trợ giúp của nhiếp vân luyện thành thức thứ hai, thức thứ ba si tiêu thần phủ, thêm hai thức này, phối hợp với thực lực xuất thể cảnh đỉnh phong của hắn, cho dù gặp phải cường giả thành cương cảnh hậu kỳ cũng có sức chiến một trận. Đương nhiên tiến bộ lớn nhất cũng không phải là những người này, mà là chính bản thân nhiếp vân. Trong khoảng thời gian này, bởi vì bận, không có thời gian tĩnh tâm tu luyện để mặc cho bảy đại đan điền vạn chuyển thực lực binh giáp cảnh sơ kỳ đỉnh phong không ngờ lại lần nữa buông lòng dường như tùy thời đều có thể đột phá đạt tới binh giáp cảnh trung kỳ một ít chênh lệch cấp bậc đối với người khác mà nói không có tác dụng quá lớn nhưng mà đối với lão ngoan đồng như nhất vân mà nói lại có khác biệt rất lớn giống như nếu như kỹ thuật ngươi không đủ cho dù cho ngươi xe đua công thức một tốt nhất cũng không thể có hiệu quả mà nếu như đưa vào tay cao thủ đua xe chỉ cần xe tinh chỉnh một chút tăng lên một chút cũng có thể làm ảnh hưởng rất lớn tới thành tích của ngươi. Được rồi, xuất phát. Sau khi tu luyện, điều chỉnh hoàn tất, nhìn thiên địa bên ngoài đã tối đen, tất cả mọi người cảm thấy tinh thần đại chấn. Nhất vân tiến lên gọi tiểu hồ, sáu người một thú thừa dịp đêm tối nhanh chóng chạy về phía là khúc mộ. Trong sơn cốc tĩnh mịch đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh một hồ nước thanh tịnh. Đông vương, người nói trong là khúc mộ thực sự có đồ như vậy sao? Đương nhiên, chúng ta là huynh đệ nhiều năm ta không có khả năng nổi người chỉ cần đạt được đồ vật nọ về sau chúng ta sẽ có cơ hội thăng tiến rất nhanh trong bóng người có hai trung niên chắp tay sau lưng đứng đầu nói mắt bọn hắn nhìn về phía hồ nước trước mắt trong đó một người có yêu khí xâm nghiêm trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc nếu như quả thực có như vậy đáng để động thủ ta phải làm gì bây giờ ha ha rất đơn giản chỉ cần chúng ta người gọi là đông vương hạ giọng được đạt được chỗ tốt chúng ta chia đều chỉ là hai tiểu tử vừa mới tiến vào khí tông mà thôi ở trước mặt ta không chịu nổi một kích chữ vương cười một tiếng khoát khoát tay vậy được chúng ta đi thôi thấy chữ vương đồng ý đồng vương cười nhạt một tiếng mang theo người còn lại thoáng cái nhảy vào trong hồ nước tạo thành một đám bọt nước rồi biến mất không thấy tung tích mọi người một đường chạy nhanh còn chưa tới nửa đêm thì đã tới hạp cốc chỗ là khúc mộ đoạn đường này không ngờ lại không có ai chặn đường chẳng lẽ tránh thoát khỏi yêu tộc dò xét hay sao trên đường bình yên vô sự khiến cho nhiếp vân có chút kỳ quái chẳng lẽ hắn đoán sai kỳ thực yêu tộc cũng không thèm để ý tới là khúc mộ này nghĩ không ra nhiếp vân lắc đầu ngón tay chỉ vào phía trước nói là khúc mộ ở ngay dưới hồ nước phía trước chúng ta vào thôi không sai chính là nơi này ồ vân nhi dường như ta còn chưa nói cho con biết vì sao con lại biết cửa vào lạc khúc mộ ở đâu vậy lúc này nhấp khiếu thiên mới cảm thấy kỳ quái quay đầu hỏi nhi tử mình ha ha là sư phụ nói cho con biết nhấp vân lại lần nữa để chuyện sang phía vị sư phụ không có thật kia sư phụ con quả thực lợi hại à dường như nhấp khiếu thiên cũng không quá tin tưởng tuy nhiên nhi tử đã không muốn nói thì hắn cũng không nói nhiều chỉ bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi cửa vào lạc khúc mộ ở dưới đáy hồ này hình thể tiểu hồ ngươi quá lớn ở trên này đi một khi xuất hiện người khác lập tức né tránh lại truyền âm cho ta ngàn vạn lần không nên ngạnh kháng đi vào hồ nước nhất vân sắp xếp một chút giống tiểu hồ gật đầu thân thể cực lớn khẽ truyền thoáng cái đã biến mất trong đêm tối cửa vào là khúc mộ chỉ rộng chừng một người loại hình thể như tiểu hồ nhất định không vào được vẫn nên ở trên bờ chờ đợi tin tức thì hơn chúng ta đi xuống sau khi sắp xếp xong cho tiểu hồ nhiếp vân phân phó lại dẫn đầu nhảy vào hồ nước được mọi người cũng không có nói nhảm nhiều cũng nhảy vào theo rất nhanh đã đi tới trước cửa đá chỗ cửa đá có lỗ khảm khuynh thành con bôi máu mình lên trên chỉ cần cửa đán hận ra là có thể tự động mở tuy rằng lạc chiêm hào chưa từng tới đây nhưng mà hắn lại biết rõ lịch sử của gia tộc đi tới trước cửa đá chỉ cần liếc mắt nhìn là hắn đã biết rõ phương pháp mở ra chính vì thế cho nên hắn mới dặn dò một tiếng được lạc khuynh thành gật gật đầu tiến lên phía trước Trường kiếm run lên, khẽ trích máu ở đầu ngón tay, máu đỏ tươi lập tức nhuộm đỏ vị trí theo như lời Lạc Chiêm Hào nói. Ông. Máu tươi dính vào trên của đá, cả thạch thất vang vọng tiếng nổ đinh tai nhức óc, cửa đá quả nhiên từ từ mở ra. Nhất tượng chi lực cũng không thể phá vỡ cửa đá, cứ đơn giản như vậy mở ra, Nhất Vân không nhịn được run động, âm thầm cảm thán thủ đoạn của tổ tiên Lạc khúc của Lạc gia. Khặc khặc, không ngờ tới phương thức mở cửa đá lại là dùng huyết mạch hậu đại của Lạc gia. Khó trách nhiều năm như vậy chúng ta không mở ra. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta đã biết phương pháp mở ra, các ngươi lại giúp chúng ta mở ra, cho nên đám người các ngươi đã không còn tác dụng nữa, chết hết đi cho ta." Cửa đá vừa mới mở ra, mọi người còn chưa kịp vào bên trong xem xét thì đã nghe thấy tiếng cười chói tai ở phía sau vang lên. Lập tức có tám đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy rằng yêu tộc từ trăm năm trước đã biết rõ chuyện là khúc mộ, nhưng mà cũng không biết phương pháp mở ra, cho dù đứng nhìn vào sơn lại không làm gì được chuyện này khiến cho bọn hắn uy bức lợi dụng lạc ra dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào cuối cùng cũng không có được phương pháp mở ra cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được phương pháp là dùng máu tươi của hậu đại lạc gia may mà lúc trước không có đuổi tận giết tuyệt huyết mạch lạc gia nếu không chỉ sợ bạc tàng này vĩnh viễn không có ngày mở ra cường giả yêu tộc hai khí tông đỉnh phong sáu binh giáp cảnh đỉnh phong tuy rằng nhất vân đã sớm nghĩ tới nhất định sẽ có không ít địch nhân yêu tộc nhưng mà hắn không ngờ lại nhiều cao thủ như vậy trong lòng hắn thoáng cái rung động tám yêu nhân xuất hiện thậm chí còn hai khí tông đỉnh phong sáu cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong đám người này không biết dùng bí pháp gì ẩn tàng ngay cả hắn cũng không có nhìn ra chờ đợi đám người nhiếp vân mở ra rồi mới xuất hiện đánh chết nhóm người bọn hắn yêu tộc có thể đạt tới cấp bậc khí tông huyết mạch trên cơ bản đều là ngoài hầu tộc nói cách khác những người này đều có thể yêu hóa một khi yêu hóa sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội sự đáng sợ của hai khí tông không cần phải nói cho dù là sáu cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong kia chỉ sợ trong nháy mắt cũng có thể biến thành cao thủ khí tông. Cũng nói, một khi yêu hóa, sức chiến đấu của đối phương sẽ là tám cường giả khí tông. Đáng sợ. Muốn giết chúng ta, vậy thì tới đây đi. Biết rõ đây là nguy cơ lớn nhất từ khi bản thân trọng sinh cho tới nay, Nhất Vân cũng không có bối rối, mà ngược lại, còn hít sâu một hơi, tinh thần tập trung hai mắt lướt nhìn về phía cửa đá, hắn đánh ra một chiêu đại liệt nham trường về phía tám yêu nhân trước mắt. Đi mau đánh ra một trường cũng mặc kệ có thể đả thương đối phương hay không hắn mang theo mọi người phóng vào trong cửa đá muốn chạy trốn sao ta sẽ tới bắt ba ba trong dọ đuổi động vương không ngờ thiếu niên này lại đột nhiên ra tay bị một trưởng đại liệt nham trưởng ngăn cản ở phía sau tuy nhiên hắn cũng không có sợ hãi ngược lại còn tự nhận thực lực mạnh hơn đối phương cho nên đối phương làm như vậy chỉ là bắt ba ba trong dọ mà thôi cười lạnh một tiếng hắn đánh ra một quỷ trào mang theo mọi người theo sát đám người nhiếp phân tiến vào cửa đá khí thể sền sệt không ngờ lại hạn chế tinh thần lực lan tràn trong lúc nghi hoặc nhiếp vân đột nhiên nghe thấy tiếng ngạc nhiên của phụ thân nhiếp khiếu thiên vang vọng ồ oh, quả nhiên là thế nhiếp vân sững sờ hắn lập tức cảm nhận khí tức tối tam mờ mịt trung quang giống như dịch nhờn cản trở tinh thần lực lan tràn vốn dựa vào tinh thần lực của hắn hiện tại hoàn toàn có thể lan tràn tới phạm vi vài trăm trượng quan sát rõ ràng tất cả mọi thứ trong phạm vi này nhưng mà bây giờ chỉ có thể bồi hồi trong phạm vi ba trượng cũng chỉ có thể nhìn rõ người gần bản thân là ai, ở phía xa lại không nhìn thấy. Có thể hạn chế tinh thần lực, loại sương mù này, kiếp trước nhiếp vân cũng chưa từng nghe nói qua. Là khúc mộ này quả nhiên không đơn giản. Tinh thần lực thực sự bị cản trở, hiện tại ta chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng trong vòng 20 trượng, ngươi thì sao? Nghe thấy phụ thân nói, lạc chiêm hào cũng mở miệng đáp. 20 trượng. Nhiếp vân chép miệng tặc lưỡi. Hắn chỉ có thể nhìn thấy tình cảnh trong vòng 3 trượng, Lạc Chiêm Hào lại có thể nhìn thấy tình cảnh trong vòng 20 trượng. Tuy nhiên, nếu như chính thức chiến đấu thì chưa hẳn hắn đã thua đối phương. Nhưng mà khí tông là khí tông, so với binh giáp cảnh hoàn toàn là hai khái niệm khác biệt. Tuy nhiên, ngẫm lại Nhất Vân cũng hiểu rõ, cường giả khí tông câu thông tự nhiên, có được tự nhiên chi nhãn, tự nhiên chi nhĩ. Tinh thần lực có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phương viên mười dặm. Bây giờ, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong phạm vi 20 trượng đã bị áp chế rất lớn rồi. Chúng ta đi gần lại, nắm tay nhau, bằng không một khi thất lạc, muốn tìm lại sẽ rất là phiền phức. nhấp Vân biết rõ, cho dù là khí tông ở đây cũng chỉ có thể nhìn rõ phạm vi 20 trượng, cho nên mới mở miệng đề nghị như vậy. Được. Mọi người cũng hiểu đạo lý này, cho nên vội vàng nắm tay nhau. nhấp Vân đang muốn tìm người lại đột nhiên cảm thấy một bàn tay mềm mại, trơn bóng, yếu đuối nhét vào bàn tay mình. Bàn tay này không lớn, lòng bàn tay lại có chút mồ hôi, cho thấy chủ nhân của bàn tay này chính là nữ nhân duy nhất trong đám người, Lạc Khuynh Thành chúng nắm tay không thể bị lạc đây là lời ngươi nói nha quay đầu nhìn lại thì đã thấy khuôn mặt lạc khuynh thành hồng lên không dám nhìn vào hắn ha ha nghe thấy nàng nói vậy nhất vân cũng không có ý tứ rút lại tay phải nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái của nữ hài sáu người cùng đi một chỗ khu vực này có lẽ không lớn chúng ta đi nhanh một chút nếu như bị đám yêu nhân phía sau đuổi kịp thì sẽ phiền phức lớn sáu người cùng năm tay tiến lên như vậy mới cam đoan không bị lạc Nhất Vân phân phó một tiếng, lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nơi này vô cùng quỷ dị, khó có thể bảo đảm những người kia đã sớm có chuẩn bị. Một khi bọn chúng gặp đám người Nhất Vân như vậy sẽ thảm. Mọi người cũng biết đạo lý kia, cho nên đồng thời gật đầu, nhanh chóng đi về phía trước. Một đoàn người đi chừng nửa giờ mới dừng lại. Ô, không đúng. Sao chúng ta đi lâu như vậy? Dựa theo đạo lý mà nói, có lẽ đã sớm rời khỏi khu vực này. Vì sao lại còn ở bên trong? Có phải là đi sai hay không? Nhất Vân là người phát hiện ra chỗ không đúng đầu tiên. Tuy rằng mọi người cầm tay, nhưng mà tốc độ cũng không chậm, nửa giờ có thể đi được hơn 10 dặm đường, là khúc mộ được tạo ra dưới mặt đất, nếu như đào đường hầm dài như vậy, khối lượng công trình cũng quá lớn a. À. Cho nên rất hiển nhiên khí thế tối tăm mờ mịt này chính là một loại trận pháp đặc thù, rơi vào trong đó sẽ khiến cho người ta không rõ phương hướng, đi vào sẽ không ra được. Có nói như vậy ta cũng mới chú ý ra, dường như chúng ta lại vòng lại, mọi người đi theo ta nhấp khiếu thiên cũng ý thức được chỗ đúng đột nhiên kéo mọi người đi về một bên đi vài bước đã nhìn thấy một tấm bia đá cực lớn xuất hiện trước mắt trước đó khi chúng ta đi ngang qua ta đã phát hiện ra tấm bia đá này chẳng qua lúc đó cách xa cho nên không thấy rõ chữ viết bên trên không ngờ đi một vòng lại trở lại nhấp khiếu thiên nói trước đó đã nhìn thấy nhấp vân sững sờ lập tức nhìn về phía bia đá chỉ thấy bên trên bia đá có ghi ba chữ lớn như rồng bay phượng múa mê mang điện mê mang điện chẳng lẽ nơi này là nơi làm cho chúng ta mê mang hay sao? nhất vân sững sờ, cái tên này cũng quá quái dị a. À? mau nhìn, ở dưới còn có bốn hàng chữ. trong lúc ngây người, bàn tay nhỏ bé trong tay hắn đột nhiên nết lòng bàn tay hắn, là khuynh thành gấp gáp nói. còn nữa sao? nhất vân cúi đầu nhìn lại, quả nhiên bên dưới ba chữ mê mang điện có bốn hàng chữ nhỏ. mười năm sinh tử lưỡng mang mang, mê mang điện lý tẩu đoạn tràng, yếu vấn lộ tòng na lý hoa nội tâm thâm sử hữu minh đường nội tâm thâm sử hữu minh đường chẳng lẽ là ý bảo chúng ta tĩnh tâm tìm kiếm nhìn thấy dòng chữ nhỏ cuối cùng nhất phân nhíu mày tĩnh tâm tìm kiếm lại thế nhưng sao có thể tìm được đi nơi nào tìm đây dường như lạc chiêm hào cũng không quá lạc quan vẻ mặt bất đắc dĩ vô cùng tổ tiên là khúc của hắn làm cửa đá đã đủ khó khăn còn làm ra mê mang điện đây là chủ tâm làm cho hậu đại không vào được ạ à? nếu không chúng ta chia nhau ra tìm Lạc Chiêm Hào nói. Không được, nếu như chia nhau ra tìm, một khi không cẩn thận sẽ gặp phải đám yêu nhân kia. Chúng ta ngay cả khi ở cùng nhau, tự bảo vệ mình cũng khó khăn chứ đừng nói là tách ra. Nhất Vân trực tiếp không đồng ý với đề nghị này. Cần phải nhanh một chút, nếu như để cho yêu tộc vào trước, như vậy có vào là khúc mộ cũng không còn ý nghĩa nữa. Lạc Chiêm Hào nói tiếp. Lần này mục đích của yếu tới là khúc mộ chính là tìm kiếm bảo tàng đối phó yêu tộc nếu như bọn hắn còn ở trong mê mang điện mà chưa đi ra được nếu như để cho người yêu tộc ra ngoài trước như vậy còn đối phó cái sắm à cửa đá mở ra lại là may mối cho người khác đến lúc đó lạc thủy thành diệt vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi để cho ta suy nghĩ một chút nghe thấy lạc chiêm hào nói như vậy nhất vân cũng biết chuyện đã trở nên nghiêm trọng hắn đứng trước bia đá đau khổ suy tư một hồi rốt cuộc cũng không nghĩ ra cái gì hắn đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói được rồi chúng ta chia nhau ra cũng đường. Tuy nhiên trước đó để ta để lại dấu hiệu trên thân mỗi người, như vậy cũng tiện tìm mọi người. Nói xong đầu ngón tay nhiếp vân bắn ra một đoàn sương mù nhộn nhạo, cỗ sương mù này bám vào trên thân mọi người, rồi biến mất không thấy gì nữa mà ngay cả khí tông như nhức hiếu thiên cũng không phát hiện ra nổi. Truy tung chi khí mà chỉ truy tung xưa có. Pháp quyết vô danh mở ra đan điền, có thể dựa theo ý định của mình mà thay đổi thuộc tính, điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ thuộc tính của loại đan diền này ngày đó ra tay giáo huấn la vũ la thần hắn lại để cho hai người phóng thích ra truy tung chi khí và trị liệu chi khí trải qua suy diễn đảo ngược rốt cuộc nhiếp vân đã thành công có được hai loại năng lực này nói cách khác hiện tại nhiếp vân đã có truy tung đan điền và trị liệu đan điền hiện tại hắn tổng cộng mở bảy đan điền một đan hỏa một nạp vật một thuần thú hiện tại tăng thêm truy tung và trị liệu trừ chủ đan điền ra chỉ còn lại một đan điền chưa có thuộc tính đặc thù Tuy nhiên Nhất Vân cũng biết giao cho đan điền thuộc tính càng cao thì thành tựu sau này của hắn cũng càng lớn, trước khi không có được thuộc tính tốt, vẫn nên tiết kiệm sử dụng thì hơn. Ồ, oh, không đúng. Giao truy tung CH khí trên thân mọi người, như vậy cho dù có lạc đường, thì hắn cũng có thể tìm ra được, vừa mới giao loại khí tức đặc thù này xong, Nhất Vân đột nhiên cảm thấy không đúng. Truy tung chi khí mà hắn vận dụng không ngờ lại không bị những khí tức tối tăm mờ mịt kia ngăn cản sau khi nhiễm truy tung chi khí là có thể khiến ta cảm nhận được hoàn cảnh vị trí của người cần truy tung nếu như ta gieo truy tung chi khí vào không khí chung quanh như vậy há không phải ta có thể cảm nhạ được cảnh vật chung quanh hay sao linh quang trượt lóe lên trong đầu nhiếp vân nghĩ tới việc này hắn hưng phấn tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên những khí thể mông lung này có thể ngăn cách tinh thần lực dò xét nhưng mà lại không thể ngăn cản truy tung chi khí hắn hoàn toàn có thể đem truy tung chi khí phát tán ra ngoài dùng nó để dò xét địa hình chung quanh sau đó tìm được đường ra. Phải biết rằng truy tung chi khí vô cùng lợi hại, từ lúc trước la vũ kia, có thể ngàn dạm truy tung tới ngư chàng đoàn kiếm là có thể nhìn ra. Nếu như hắn phát tán truy tung chi khí, chỉ sợ phạm vi có thể nhìn thấy còn rộng hơn khí tông, thậm chí còn có thể so sánh với kẻ có được thiên nhãn đan điền. Thế nhưng tuy rằng nghĩ vậy, nhưng mà Nhất Vân cũng biết vẫn kém hơn kẻ có được thiên nhãn đan điền. Dù sao, một khi thi triển ra thiên phú thiên nhãn đan điền, có thể làm cho người ta nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng mấy ngàn, mấy vạn trượng chung quanh mà truy tung chi khí của hắn cho dù có mạnh mẽ tới đâu bằng vào thực lực của hắn hiện tại cũng không có khả năng phán tán ra ngoài ngàn dặm a à. nghĩ vậy nhiếp vân liên tục điểm ngón tia nhanh chóng phát tán truy tung chi khí ra ngoài trong chốc lát hắn đã cảm thấy chung quanh vốn mông lung mờ mịt trở nên rõ ràng tầm mắt của hắn rõ ràng hơn một chút một trăm thước hai trăm thước ba trăm thước truy tung chi khí ở đây không ngờ lại giúp ta có thể nhìn mọi thứ trong khoảng cách một ngàn thước quá tốt tầm mắt gia tăng cũng nói tỷ lệ tìm được lối gia tăng lên hai mắt nhiếp vân tỏa sáng ồ bọn hắn cũng không tìm được đường ra hay sao bên ngoài dường như cũng không nhìn rõ tình huống chung quanh hắc hắc như vậy cũng tốt ta sẽ khiến cho các người hối hận khi tới đây đột nhiên trong mắt nhiếp vân xuất hiện một đám người quen chính là những yêu nhân vừa rồi muốn đuổi giết bọn hắn ở bên ngoài cửa khuynh thành phùng tiêu Dương ngạn ba người các ngươi ẩn nấp sau bia đá này không được đi ra ngàn vạn lần đừng chia ra phụ thân là thành chủ hiện tại chúng ta đi gặp đám yêu nhân kia trong lòng thầm hạ quyết tâm nhiếp vân vừa cười vừa nói đi gặp bọn hắn chúng ta không nhìn thấy bọn hắn được một khi bị bọn hắn phát hiện ra khi đó muốn chạy trốn cũng đã muộn nhiếp khiếu thiên không biết vì sao nhi tử lại làm ra quyết định như vậy hắn do dự rồi nói ha ha yên tâm đi con có một loại phương pháp giúp con có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng ngàn thước ba người chúng ta chỉ cần phối hợp tốt bắt lấy yêu nhân lạc đàn lại đánh chết như vậy cam đoan tám người bọn hắn có đến mà không có về nhiếp vân cười giải thích kế hoạch của mình con có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phạm vi trăm thước sao nghe nhiếp vân nói như vậy tất cả mọi người giật mình khí tông chỉ có thể nhìn tới 20 thước trước mặt xuất thể cảnh là một mảnh tối đen không ngờ nhiếp vân lại có thể nhìn thấy cảnh tượng trong vòng ngàn thước chuyện này cũng quá nghịch thiên na con cũng chỉ vừa mới phát hiện ra loại năng lực này dương ngạn Ngươi đưa si tiêu thần phủ của ngươi cho ta mượn dùng chút, lát nữa sẽ trả lại. Nhất Vân không muốn nói ra chuyện mình có truy tung chi khí, một khi nói ra, cho dù đồ cho sư phụ thần bí, thì cũng khó giải thích. Dù sao sư phụ có thể khiến cho thực lực ngươi tăng lên nhiều, có thể dạy ngươi vũ kỹ, nhưng mà không thể thay đổi thiên phú của ngươi à. Truy tung sư, trị liệu sư, kẻ có được đan điền như vậy, người trời sinh lại không có được đan điền thuộc tính như thế, cho dù có lão sư tốt đến mấy cũng là vô nghĩa giống như người trời sinh không có chân, không có tay, không có mắt, cho người tìm huấn luyện viên tốt đến mấy cũng không thể lái xe được. Thiên phú của mình thế nào phụ thân nhiếp khiếu thiên hiểu rõ nhất, tổng cộng chỉ có ba đan điền, một nạp vật, một đan hỏa, nếu như lại đột nhiên xuất hiện truy tung đan điền, như vậy quả thực khó mà nói rõ. Nếu như người có thể nhìn rõ cảnh tượng trong phạm vi ngàn thước, như vậy chúng ta lúc này đánh bọn hắn mắt mù, đây là cơ hội tốt nhất. Hai mắt lạc chiêm hào sáng ngời tám người yêu tộc kia nhất định không chết không ngớt với bọn hắn vô luận là ai đạt được bảo vật nhất định đều đánh chết toàn bộ đối phương so với việc chờ tới lúc đó bị động còn không bằng thừa dịp bản thân đang chiếm ưu thế một mẻ hốt gọn hai khí tông đỉnh phong sáu binh giáp cảnh đỉnh phong sáu người bọn hắn không phải là địch thủ đối phương muốn đánh bại bọn hắn không phải là khó được rồi các người ẩn nấp cho kỹ chỉ cần không làm ra động tĩnh gì cho dù bọn hắn có đi tới trước bia đá cũng không nhìn ra các người phụ thân là thành chủ chúng ta đi thôi. Tấm bia đá này cũng có thể ngăn tinh thần lực lan tràn, chỉ cần ẩn nấp ở phía sau, cẩn thận một chút, cho dù đám yêu nhân kia tới cũng chưa chắc đã phát hiện ra đám người lạc huynh thành, cho nên hắn hoàn toàn có thể yên tâm đi đánh lén những yêu nhân kia. Được. Dựa theo nhiếp vân phân phó, ba người ẩn nấp, hai người nhiếp hiếu thiên và lạc chiêm hào thì đi theo sau lưng nhiếp vân, chậm rãi đi qua phương hướng đám yêu nhân kia. Con mẹ nó, đây là nơi quỷ quái gì, không ngờ đi cả buổi còn chưa tới tận cùng. Đông Vương nhìn sương mù vô tận trước mắt Trong đôi mắt yêu dị hiện lên vẻ phẫn nộ Lời này có lẽ ta nên hỏi ngươi à Không phải ngươi nói đã sớm nhận được tư liệu Về là khúc mộ sao Sao đi tới nơi nào lại không ra được Chữ Vương mất hứng, hử lạnh Nói một câu Tư liệu ta nhận được cũng không có tỉ mỉ Chỉ biết nơi này gọi là mê mang điện Nhưng cụ thể làm sao đi ra ngoài Bên trên lại không có ghi một điểm nào Tính tình của Đông Vương dường như cũng không được tốt lắm Hừ Chúng ta còn đi dạo ở đây chỉ sợ đám nhân loại kia đã sớm tiến vào trong mộ lấy toàn bộ thứ tốt đi rồi chữ vương phất tay nói đáng giận dường như đông vương cũng ý thức được điểm này cho nên tức giận rít gào một tiếng chưa chắc bọn hắn đã nhanh chóng tìm được đường ra như vậy chúng ta đi nhanh một ít chỉ cần có thể bắt được một là không lo tới việc thẩm vấn thu được tin tức hiện tại chỉ có thể làm như vậy nhanh đi một chút mặc dù chữ vương cũng không có hy vọng với cách làm này nhưng mà hiện tại cũng không có biện pháp khác cho nên đành phải hử lạnh một tiếng. Mọi người cùng nhau đi, ồ. Đông Vương lần nữa vất tay, mang theo mọi người đi thẳng về phía trước, tuy nhiên, vừa mới đi được vài bước thì đột nhiên hắn dừng lại. Sao vậy? Chữ Vương hỏi. Người nhìn xem, đó là cái gì? Đông Vương chỉ tay về phía trước. Theo phương hướng từ ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy cách bọn hắn không xa, ở trước mắt có một vật tỏa ra quang mang óng ánh, vô cùng trói mắt trong không gian mông lung, mờ mịt này dường như là vàng nơi này sao lại có vàng được chứ chẳng lẽ đây là bảo tàng của lạc khúc mộ chữ vương có thực lực khí tông đỉnh phong tinh thần lực có thể nhìn ra khá xa nước mắt đã nhận ra đồ vật vàng óng trước mắt lại là một viên gạch bằng vàng nơi này sao lại có cục gạch vàng được chứ như vậy cũng quá quỷ dị a à. đi qua xem vàng chẳng những thông hành ở nhân tộc mà cho dù ở yêu tộc cũng vô cùng chân quý nhìn cục vàng trên mặt đất ước chừng 10 cân nếu như đổi thành bạch ngân nhất định là một con số tài phú cực lớn. Quả nhiên là vàng, không ngờ ở nơi này lại có thể nhặt được vàng. Đi tới trước mặt thỏi vàng, mọi người nhìn trái nhìn phải một vòng, không thấy một tia dị thường nào, bên trên vàng cũng không có gì là không ổn, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quá. Ô, mau nhìn, phía trước dường như còn có. Đông Vương lần nữa chỉ về phía trước, quả nhiên theo phương hướng ngón tay hắn chỉ, mọi người lần nữa nhìn thấy một thỏi vàng. Ta nhìn xem. Lần này không đợi mọi người, chữ vương thả người tới trước nhặt thỏi vàng lên thỏi này giống như thỏi trước màu sắc thuần khiết nhìn qua cũng biết là vàng mười nếu như đổi thành bạc là một con số khá lớn còn nữa đông vương và năm tên cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong còn lại đi tới trước mặt chữ vương lại lập tức phát hiện ra phía trước vẫn còn có một hơn nữa khoảng cách dường như càng ngày càng gần đây không phải là quỷ kế của những người kia đó chứ khi nhặt thỏi vàng thứ ba lên phát hiện phía trước có thỏi thứ tư thời này khoảng cách càng gần hơn, Đông Vương có chút do dự. Gian kế, ngươi cảm thấy bọn hắn tới đây còn có thể mang nhiều vàng như vậy sao? Điều này sao có thể? Chữ Vương cười xùy một tiếng. Điều này cũng đúng. Đến là khúc mộ đương nhiên là tầm bảo, nào có mang theo vàng của mình tới nơi tầm bảo chứ? Đây không phải là ăn no rừng mỡ sao? Tuy nói trên thế gian này có nạp Phật đan điền, loại người có được thiên phú này rất ít, chữ vương, đông vương căn bản không tin tưởng trong mấy gia hòa nhân tộc này lại có người như vậy ta thấy những thứ này nhất định là lúc tu mộ đám công tượng trộm đi có lẽ chúng ta theo những thỏi vàng này là có thể tìm được đường ra phát hiện bảo tàng cực lớn a à. nắm vàng trong tay chữ vương cười hắc hắc chuyện này đông vương còn có chút do dự sợ cái gì thực lực những người kia có mạnh nhất cũng chỉ là khí tông sơ kỳ trong mê mang điện này nhất định tầm nhìn còn kém hơn chúng ta khi chúng phát hiện ra ta thì chúng ta đã sớm phát hiện ra bọn chúng người sợ bọn hắn đánh lén sao chữ vương hử lạnh như vậy cũng được chúng ta sẽ theo những thỏi vàng này đi tìm bảo tàng lớn nhất đông vương cũng cười nói tám người yêu tộc tiếp tục đi về phía trước không tới mười phút lại nhặt được một thỏi vàng một chút tài phú ấy đối với bọn hắn mà nói tuy rằng không tính quá nhiều nhưng mà vô duyên vô cớ có được tài phú lại khiến cho bọn hắn hưng phấn không thôi tâm tính kính sợ dần dần yên tĩnh lại ồ hai bên đều có vàng đông vương người mang ba người đi về phía bên này ta mang ba người đi tới bên kia đi một hồi vốn là một đường thẳng lúc này những thỏi vàng đột nhiên phân thành hai hướng tuy rằng khoảng cách không xa nhưng cũng đủ để khiến cho cường giả khí tông đỉnh phong không nhìn thấy đối phương được người cẩn thận một chút chỉ cần có chút không đúng là hô lên một tiếng được đông vương vẫn tương đối cẩn thận dặn dò một phen tuy rằng mắt nhìn không tới tinh thần lực bị ngăn cản nhưng mà thanh âm ở nơi này vẫn có thể chuyển đi ở khoảng cách hai ba mươi thước chỉ cần hô to một tiếng là đối phương hoàn toàn có thể nghe thấy tám người phân thành hai phe đi về hai bên không ngờ lại phân thành hai hướng kỳ quái đông vương mang theo thuộc hạ đi về một hướng mới nhặt được ba thỏi vàng thì đột nhiên phát hiện ra thỏi vàng tiếp theo lại phân thành hai hướng yêu chương yêu kiền hai người các ngươi thuận theo phương hướng này nhặt thỏi vàng tới sau khi thu được lại chạy về phía ta nếu như thấy tự nhiên ta sẽ gọi các người tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng mà đông vương cũng không cảm thấy hoài nghi hắn thuận miệng phân phó hai thuộc hạ lại bảo đối phương đi qua nhặt. Hai cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong, cho dù gặp nguy hiểm không trốn được, nhưng mà gọi một tiếng chắc chắn sẽ có thời gian. Vâng. Hai người đáp lời, dựa theo phương hướng đông vương chỉ, đi thẳng về phía trước. Hai người này có thực lực binh giáp cảnh, phạm vi tinh thần lực có thể quan sát không kém nhất vần nhiều, chỉ có ba thước, dọc ừ. theo phương hướng đi về phía trước hơn mười thước, quả nhiên thấy có một thỏi vàng nằm trên mặt đất. Mau nhìn, phía trước còn có. Nhặt thỏi vàng lên, nhưng mà một người trong đó đột nhiên chỉ về phía trước, hô một tiếng, bởi vì phía trước cách hai thước quả nhiên còn có một thỏi nữa. Vừa rồi ở sau lưng chữ vương và đông vương, địa vị bọn hắn thấp nên không có tư cách nhặt vàng. Hiện tại tới phiên bọn hắn hành động, nhìn thấy thỏi vàng ngay trước mắt, hai người đều hưng phấn thấp giọng hô, vội vàng đi thẳng về phía trước. Hai người mỗi người nhặt sườn một thỏi, lại phát hiện gần ba thước phía trước có một thỏi khác. Sau khi liên tục nhạt hơn 10 thỏi, bọn hắn đã cách Đông Vương hơn 50 thước nếu như Đông Vương cũng đi về phía trước, như vậy chỉ sợ khoảng cách giữa cả hai sẽ hơn 300 thước. Không ngờ lại nhiều vàng như vậy, hai chúng ta phát tài rồi, cho dù không có phần trong đám bảo vật lạc khúc mộ này, lần này tới đây cũng coi như có giá trị. Yêu Trương ôm vàng trong ngực, hưng phấn cười lớn, tuy nhiên tiếng cười còn chưa có dứt thì chợt nghe thấy tiếng xe, gió sau lưng, hắn tức thì nhìn thấy một đạo phụ ảnh chém tới, nhanh như thiểm điện phóng về phía bên này. Phịch phịch, vàng trong ngực rơi xuống, đồng thời có hai cái đầu cực lớn nặng nề rơi xuống mặt đất. Không ngờ tới loại phương pháp câu cá này cũng không tệ lắm. Nhìn hai cỗ thi thể trên mặt đất, Nhất Vân cười nói. Những thỏi vàng trên mặt đất trước đó đương nhiên là do hắn thả ra, từ chỗ Lý Phúc lừa gạt được 810 thỏi vàng, hắn chưa có thời gian dùng, không ngờ tới lúc này lại có công dụng. Mỗi người đều vì món lợi nhỏ trước mắt mà quên mình, yêu nhân cũng không ngoại lệ, để cho những người này thu hoạch chút vàng để buông lòng tâm tình đề phòng, sau đó thừa cơ tách bọn chúng ra chỉ cần vừa tách ra muốn đánh bại sẽ trở nên vô cùng đơn giản mượn hai yêu nhân binh giáp cảnh đỉnh phong này mà nói tu vi của nhất vân tuy rằng thấp hơn bọn hắn thế nhưng sức chiến đấu lại hơn bọn hắn gấp bội hơn nữa đối phương lại đang chìm trong niềm vui thú vì đoạt được bảo tàng tinh thần lực còn mắt cũng bị che mờ một khi ra tay quả thực không có chút khó khăn nào hai yêu nhân này thậm chí còn không kêu được một tiếng còn chưa kịp yêu hóa đã biến thành hai cỗ thi thể yêu đan ô oh dường như phụ thân và thành chủ cũng đã ra tay. Thu yêu đan của hai yêu nhân cùng với vàng trên đất vào trong nạp vật đan điền, nhất vân thông qua truy tung chi khí quan sát một chút, hắn phát hiện ra phụ thân và lạc thành chủ đều đã ra tay, hơn nữa đối phương còn lợi hại hơn hắn, một hơi giết chết ba yêu nhân binh giáp cảnh đỉnh phong. Ha ha, lập tức hội họp với hai người phụ thân, ba người cùng động thủ, để xem có thể giết được chữ vương kia hay không. Thấy chỉ bằng vào một chiêu câu cá đã giết năm cường giả binh giáp cảnh đỉnh phong, Nhất Vân cười hắc hắc, lại lấy ra ngọc bài truyền tin, tiện tay đưa tin tức tới chỗ phụ thân và là thành chủ, nhanh chóng đi về phía bọn họ. Hắn có thể bằng vào truy tung chi khí quan sát đám yêu nhân này, đám người phụ thân thì lại không được, sở dĩ có thể giống như hắn, dẫn đám người chữ vương mắc câu là bởi vì thông qua tin tức hắn truyền tới. Hắn có thể nhìn mọi thứ trong phương viên ngàn thước, nói cách khác, lấy hắn làm trung tâm, khoảng cách hai ngàn thước chung quanh đều bị hắn thấy rõ ràng. Thông qua Ngọc Bài đưa tin chỉ huy hai người chơi đùa đám yêu nhân này, căn bản không cần tốn chút khí lực nào. Hiện tại căn cứ và quan sát, đông vương kia mang theo thuộc hạ các hắn 300 thước, chữ vương chỉ còn là tư lệnh gốc, cách hắn 500 thước, khoảng cách giữa song phương chừng 800 thước, hoàn toàn có thể hội họp với phụ thân, để xem có te he lợi dụng cơ hội đánh lén này đánh chết chữ vương kia hay không. Nếu như có thể đánh lén thành công, chỉ còn lại đông vương là một binh giáp cảnh đỉnh phong, khi đó đám người bọn hắn không cần phải sợ hãi nữa nghĩ vậy nhiếp vân cười hắc hắc lập tức đi qua chỗ hai người nhiếp khiếu thiên chỉ trong chốc lát đã hội họp lại một chỗ hắn lại nhỏ giọng nói kế hoạch của mình ra tốt cứ làm như vậy hai người cũng không phải là loại người lương thiện gì biết rõ trong mê mang điện này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất để đánh chết hai khí tông cảnh đỉnh phong này một khi đi ra ngoài mất đi bản lĩnh có thể nhìn vật rõ ràng của nhiếp vân chỉ sợ người không may cũng là đám người bọn hắn mà thôi vậy là tốt rồi phụ thân là thành chủ Mọi người đi theo sau con, chúng ta phải làm được một kích tất sát. Nếu như không giết được, như vậy xoay người rời đi, ngàn vạn lần đừng dừng lại. Sắc mặt nhếp vân ngưng trọng, giận dò một tiếng. Mặc dù tầm mắt của hắn rộng hơn chữ vương, nhưng mà đối phương ở trong phạm vi hai mươi thước vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Dùng trình độ của đám người Nhiếp vân muốn đánh lén ngoài hai mươi thước mà không bị phát hiện, độ khó kia không cần phải nói. Đánh lén không thành, chẳng khác nào cho đối phương cơ hội thở dốc. Một khi bắt đầu yêu hóa không có đạt tới tôn cấp thì tuyệt đối không thể đối phó được đối phương. Lại nói, một khi giao thủ, năng lượng chấn động lan tràn ra, nhất định Đông Vương cũng phát hiện được, một khí tông đỉnh phong ba người nhất vân, đã không phải là đối thủ chứ đừng nói là hai. Bởi vậy, nếu như một kích không đắc thủ nhất định phải rời đi, nếu không ba người nhất định sẽ phải nằm lại ở đây. Được. Nhấp khiếu thiên và lạc chiêm hào cũng biết nặng nhẹ cho nên đồng thời gật đầu. Đi. Thấy hai người đồng ý với mình, nhất vân gật đầu, đi về phía trước. Ba phế vật này sao còn chưa trở lại? Chữ vương xoay người nhặt thỏi vàng cách đó không xa, tinh thần lực quét về phía sau một vòng, phát hiện ra ba yêu nhân binh giáp cảnh đỉnh phong mà hắn vừa mới phái ra còn chưa trở lại, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên âm trầm. Hừ, muốn ăn một mình sao? Một lúc nữa nhất định ta sẽ bước các ngươi giao vàng trong tay ra. Hắn cho rằng ba tên thuộc hạ chưa xuất hiện là định nuốt riêng vàng. Hừ lạnh một tiếng, hắn tiếp tục đi về phía thỏi vàng phía trước vừa mới đi vài bước thì đột nhiên trong lòng hắn rung động sau đó xoay người về phía hắn hắn nhìn thấy một đạo phủ quang sáng chói đang rít gào phá vỡ không gian đánh tới ô oh. đồng tử co rút lại mũi chân chữ vương điểm nhẹ mặt đất vội vàng lui về phía sau đồng thời thân thể thoáng cái trở nên dữ tợn đáng sợ không ngờ lại yêu hóa hắn yêu hóa khác với mấy người khác toàn thân có lần phiến màu xanh đầu cũng trở nên giống như thú giống như trong nháy mắt biến thành một đầu yêu thú vậy hóa thú sao nhìn thấy bộ dáng này của đối phương đằng sau phủ truyền tới tiếng thét kinh hãi kiến thức không ít đáng tiếc thực lực quá kém dám đánh lén ta hôm nay chính là ngày chết của người nghe thấy tiếng kinh hô trên khuôn mặt sữ tợn của chữ vương hiện lên nụ cười hắc hắc hắn dừng lại lui về phía sau một bước cánh tay phải tràn ngập lân giáp đón đỡ đạo phủ quang kia hóa thú là một loại yêu hóa một khi yêu nhân yêu hóa thì thân thể sẽ giống như yêu thú tràn ngập lân giáp lực phòng ngự kinh người loại năng lực hóa thủ này giống như đan điền thuộc tính của nhân loại vậy không có thiên phú căn bản không luyện thành tương đối hiếm thấy không ngờ tới ở đây lại gặp một đầu ngày chết của nó ta thấy đây là ngày chết của người à tiếng cười của chữ vương vừa mới dứt thì sau lưng lại truyền tới tiếng quát lạnh đồng thời một cái trưởng ấn cực lớn hung hăng đánh xuống diện tích bao phủ của trưởng ấn này không lớn lại mang theo ý nghiêm không thể phản kháng của khí tông vừa nhìn đã biết rõ người đánh ra chiêu này chính là cường giả cấp bậc khí tông. Khí tông đúng là không kém, nhưng mà chẳng qua chỉ là sơ kỳ, loại thực lực này dám đánh lén ta, hắc hắc, vô dụng. Nhìn thấy trường ấn bay tới, trong đôi mắt yêu dị của chữ vương chẳng những không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn hiện lên vẻ hưng phấn, tay trái hắn khẽ lật, lại nghênh đón. Hai trường trái phải, không có bất kỳ phòng ngự nào, một trước một sau, phân biệt nghênh đón trưởng ấn phủ quang. Vô dụng sao? Vậy nếu như thêm ta thì sao? đột nhiên một lá chắn cực lớn từ bên cạnh sông tới lá chắn này toàn thân vàng óng ánh bề ngoài có lưu quang lập lòe một cỗ khí tức công chính uy nghiêm nhộn nhạo thần phong kim thuẫn tiêm thứ xuất chữ vương rốt cuộc cũng có chút ngưng trọng trên trán đột nhiên xuất hiện một cái gai nhọn hoắt cái gai nhọn này rất giống như sừng của yêu thú toàn thân đen nhánh cứng rắn vô cùng người đánh lén không ngờ lại là đám người nhiếp vân nhìn thấy chữ vương ba người nhiếp vân và nhiếp khiếu thiên phân biệt dùng liệt diễm phủ và trí tôn bi thủ hấp dẫn lực chú ý của đối phương mà sát chiêu cuối cùng chính là thần phong kim thuẫn của thành chủ lạc chiêm hào thần phong kim thuẫn chính là binh khí hầu tộc thượng phẩm là bảo vật của thành chủ được thần phong đế quốc ủy nhiệm rất giống như quan ấn mang theo uy nghiêm của hoàng thất thần phong đế quốc còn chưa đánh xuống thì uy phong đã bắt diện khí thế làm cho người ta sợ hãi mang theo lực lượng khó có thể kháng cự trở về tựa hồ cũng cảm nhận được thần phong kim thuẫn cường đại sừng nhọn trên đầu chữ vương biến dài mạnh mẽ nghênh đón đinh mặc dù thần phong kim thuẫn công kích muộn nhất nhưng lại va chạm sừng nhọn đầu tiên phát ra một tiếng vang giòn bay ngược ra ngoài phá ngăn trở được thần phong kim thuẫn công kích chữ vương thở ra một hơi nhẹ nhõm, quất lạnh một tiếng hai tay xuất ra lực lượng phút chốc nghênh đón phủ quang cùng trưởng ấn oanh 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 phủ quang trưởng ấn cùng cỗ lực lượng va chạm vào nhau khí bạo liên tục nổ tung đồng thời tiêu tán trên không trung liên tục ngăn trở ba người đánh lén chữ vương xanh cả mặt tựa hồ đã bị thương không nhẹ cơ hội tốt xem ta cho hắn thêm một kích cuối cùng chứng kiến bộ dạng của hắn ánh mắt nhiếp tiếu thiên lập tức sáng ngời trí tôn đại bi thủ quay cuồng vỗ xuống cha không tốt mau lui lại thấy phụ thân động thủ đồng tử nhiếp vân co rụt lại dưới tình thế cấp bách tốc độ đột nhiên gia tăng gấp hai lướt qua chữ vương chụp lấy cánh tay phụ thân đem hạt ném ra phía trước tiếp trước chiến đấu cùng yêu nhân vô số trận chiến hắn biết yêu nhân biến sắc mặt cũng không phải bị thương mà là đã hoàn toàn nổi giận lúc này công kích tuyệt đối sẽ rơi vào phản kích chưa từng có từ trước tới nay chữ vương là cường giả khí tông đình hiện tại còn tiến hành yêu hóa nếu bị hắn phản kích đừng nói là khí tông sơ kỳ cho dù là khí tông đình cũng phải trực tiếp tử vong chết đi vẻ mặt dữ tợn một quyền của chữ vương liền đánh thẳng vào sau lưng nhiếp vân oanh bởi vì nhiếp vân vừa ném phụ thân ra ngoài căn bản không kịp trốn tránh chỉ cảm thấy một trận đau nhức đánh úp lại cổ họng ngọt lịm phun ra máu tươi ngay lập tức cả người như diều đất dây bay ra ngoài tốc độ văng ra còn nhanh hơn nhiếp tiểu thiên vài phần vân nhi lúc này nhiếp tiểu thiên mới biết được đứa con cứu mình trong lòng hối hận vươn tay ôm lấy đứa con bị trọng thương cấp tốc lao nhanh như điên về phía trước lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại một ý niệm cho dù mình chết cũng phải cứu đứa con đánh lén ta xong chẳng lẽ còn có thể chạy thoát sao chữ vương đem toàn bộ lửa giận chuyển lên thân hai người căn bản không để ý tới lạc chiêm hào đang chạy trốn nhanh chóng đuổi theo lưu lại đi vài bước đi tới sau lưng hai người bàn tay chữ vương duỗi ra chộp xuống sau lưng nhất tiếu thiên một chảo phá không vỡ đá vì thế vô song chỉ cần vỗ chúng đừng nói nhất tiếu thiên cho dù là nhiếp vân đã luyện thành linh tê luyện thể quyết tầng thứ hai đại thành cũng trực tiếp mất mạng oanh long ngay lúc chữ vương sắp chộp chúng nhất tiếu thiên đột nhiên mê mang điện lai động kịch liệt một tiếng sấm ẩm vang nổ tung đây là cái gì bị thanh âm chấn động khiến công kích của chữ vương mất đi chính xác vừa vạn lướt qua bên người nhấp tiếu thiên cha còn hai người tránh thoát một kiếp hô mặc dù không biết mê mang điện xảy ra chuyện gì vì sao lại đất dùng núi chuyển nhiếp tiếu thiên vẫn nhẹ nhàng thở ra tốc độ gia tăng liều mạng lao nhanh về phía trước có thể tránh thoát một lần ta xem ngươi làm sao tránh thoát chiều thứ hai nhiếp tiếu thiên nhân cơ hội thoát xa hơn mười thước chữ vương lớn tiếng hô to bàn tay hóa thành lưu quang lại hướng nhiếp tiếu thiên bổ tới một trò này còn lợi hại hơn vừa rồi còn chưa tới đã cảm thấy gió mạnh đập vào mặt trong không khí phát ra tiếng rít bén nhọn